Hello cả nhà. Đó, ngày hôm nay Lý Lệ Thanh sẽ tiếp tục bán những chiếc đầm Messi cho cả nhà, những cái mẫu mã, những cái kiểu rất là đẹp, đồng giá 100k. Rất là dễ mặc, rất là dễ mua, rất là dễ xài, rất là đẹp như cả nhà ơi. Cả nhà vào xem Lý Lệ Thanh bán đầm cho vui nè cả nhà ơi, những chiếc đầm rất là thân thương và rất là đẹp nha. Rồi cả nhà vào xem đông đông và hãy chia sẻ giùm Lý Lệ Thanh những chiếc đầm này. Ai mua thì mua, còn ai không mua thì chia sẻ cho Lệ Thanh nha. Rồi để đông đông đi rồi Lệ Thanh sẽ vào bán cho cả nhà. 100k đồng giá nha cả nhà yêu ơi. Để em ghim cái giá bên dưới cái đã. Rồi anh chị em thêm vào đông đông rồi chia sẻ cho Lệ Thanh nha. Rồi tất cả các bạn hãy chia sẻ đông đông lên, Lý Lệ Thanh sẽ bán cho tất cả các bạn những chiếc đầm đại 50 người, 100 người Lý Lệ Thanh sẽ bán nha. Chia sẻ đông lên nè, mỗi người một lượt chia sẻ đông đông lên đi rồi Lý Lệ Thanh sẽ bán cho cả nhà những chiếc đầm thân thương nha. Cả nhà đang làm cái gì đó? Hello Giang Nguyễn nè, Alisa Nguyễn. Hello Mỹ Ngân, hello chị. Rồi ai đang xem chia sẻ cho Lệ Thanh nha. Bây giờ Lệ Thanh bắt đầu chuẩn bị bán nha. Lên 50 người đi rồi rồi bán đầm nè. Thôi lên 70 đi rồi bán luôn cái đông đông cái đã, đợi đông đông cái đã cả nhà. Hello chị Loan, tỷ tỷ lâu quá không gặp. Bao nhiêu ký mặt về? Đầm này từ 65 kg cho xuống mặt dừa nha anh chị ơi, 65 kg cho xuống mặt dừa nha. Rồi bắt đầu Lý Lê Thanh sẽ lên mẫu. Rồi một chiếc đầm thứ nhất, đầm 2 dây nha, đầm 65 kg cho xuống mặt dừa. Đây cái chiếc đầm này là 100k mã số 1, ai thích thì comment vào mã số 1, 100k mã số 1, 100k rất là đẹp. Đây cả nhà đang xem rất là đẹp, 100k nha, mã số 1. Ai thích thì comment mã số và số điện thoại, lại Lý Thanh chốt đơn từ hai cái. Cả nhà xem đông đông và chia sẻ, cái này là 100k, 100k nha, mã số 1. Mã số 1 rất là đẹp cả nhà. Cái này là có dây thu luôn nha. Mình ví dụ Không mà có đầm ngắn hả, vô tay. rồi hôm nay là chị đang bán đầm Messi nha, ngày sau mới bán đầm ngắn nha. Đầm Messi mã số 1 100k. Mã số 1 nha anh chị em, mà thích thì comment mã số 1 và số điện thoại là giúp em nha. Có xây 70 ký không Dạ hả? không, cái này là từ 60 kg trở, ủa 65 kg trở xuống nha cả nhà. 65 kg trở xuống nha, em bán là từ 65 kg trở xuống nha. Rồi 65 kg mã số 1, mã số 1. Mã số 1 trị giá 100k nha. Mã số 1 nha cả nhà.
Rồi cái này là mã số 1 nha. Ai thích cái mẫu này thì comment địa chỉ và số điện thoại giúp em luôn. Mã số 1 và số điện thoại giùm em đi chị ơi. Màu xanh như vậy mà có tai, Kiều Long Nguyễn. Có cái màu xanh có tai không? Coi coi. Tại vì hai cái khác nhau. Không có em ơi, cái này không có. Cái màu xanh như này mà không có tai không có. Cái này chỉ có hai dây thôi, rất là đẹp, mặc như thế này nè. Mặc được cực đẹp luôn đó. Nó có dây nha. Từ từ đi, qua mẫu từ từ nha cả nhà ơi. Có màu đen không? Bây giờ là cứ đợi đi, em like hôm nay là nhiều màu, một đống đồ em nằm ở sau lưng này, em sẽ like đây từ mẫu cho cả nhà xem. Chắc gì vậy đòi Nguyễn cho Duy ơi, comment lại lại chắc giả giùm ơi, Duy ơi quên mất tiêu rồi. Nhưng mà không biết chắc giả gì quên luôn rồi, bán mà quên luôn mà, nói chung là rất là đẹp. Đây nè cả nhà, tặng cho cả nhà xem đó. Đẹp cực kỳ. Nha. Rồi 100k mã số 1, em cầm lên tiếp tục. Rồi cái đây có tay đây, mã số 2. Cái này là mã số 2, thích comment giúp em. Đây này là có tay nha cả nhà, cái này là có tay giống như cái em đang mặc. Đây, cái này là mã số 2 và cái này là mã số 1 nha. Ai thích thì comment mã số 2, số điện thoại giúp em nha. Cái mã này còn mấy mẫu làm rất là đẹp nha cả nhà, thì từ từ đi, em sẽ like qua từ từ. Móc lại giùm cái này coi. Rồi cái này là mã số 2 nha, mã số 2 cực kỳ đẹp luôn, giải cực kỳ mát luôn. Bữa đó đem về có mấy chục cái bán cháy hàng, không còn cái nào để bán luôn. Rồi hôm nay ai mua thì cái này là mã số 2 nha cái nhà, còn đây là mã số 1 nha. Cái này là mã số 2, có tay giống như cái em đang mặc, rất là đẹp nè cái nhà, thấy không? Nhẹ nhàng, thước tha tà áo, rất là đẹp. Rồi ai thích thì comment mã số 2 giúp em nha. Rồi ba 100k một cái, 100k một chiếc đầm Messi rất là đẹp, 100k. 100k nha cả nhà ơi, 100k. Thấy chưa, trời ơi, rớt cả hoài đất ơi. Rồi 100k nha cả nhà yêu ơi. Đây là mã số 1 và đây là mã số 2 nha. Đây là mã số 2, ai thích comment mã số 2 giúp em. Rất là đẹp nha cả nhà. Ai thích thì không thích thì cho qua mẫu, em sẽ lựa lên những cái chiếc đầm khác nữa cho cả nhà xem nha. Hôm nay rất là nhiều mẫu và nhiều màu luôn. Đây, rất là đẹp, mặc vô này rất là đẹp luôn. Đó, em mặc đẹp cực kỳ chưa? Đó. Rồi cả nhà vào chia sẻ đông đông lên cho 100 người giúp em đi cả nhà, mới có 83 người nha. Chia sẻ đông lên cho khoảng 100 người đi. Nha. Thánh ơi, chất liệu gì vậy? Em quên quả luôn gì rồi. Vậy? Quả gì vậy? Em quên giả gì luôn rồi, nhưng mà em nói đẹp thì em bán em quên, em thật tình lắm, có sao nói vậy rồi, nhưng mà nói chung là đẹp. Cái gì mà giả gì mà Hàn Quốc gì quên mẹ nó rồi. Duy ơi, còn nó không Duy comment giả gì quên mất tiêu rồi Duy. Mua đồ của em thì khỏi sợ. Mặc đầm xanh. Dạ em không có mặc được, em chỉ dở lên như thế này nè nha cả nhà. Chứ em mà mặc ra mặc vô hoài mệt em lắm. Tại vì mỗi người cứ bội cái thì em mặc ra biết bao nhiêu em thay không có đủ. Cho em một cái màu số 2 nha. Mã số 2. Số 2 Nguyễn mặc. Nguyễn Thành để lại số điện thoại em ơi. Bây giờ ai mua thì comment này là mã số 2, thì comment để lại số điện thoại giúp em nha. Mã số 2 Thành ơi, để lại số điện thoại chị cưng ơi. Bữa nay không bán thịt gà nữa. Dạ không, hôm nay là cái này là hai dây, đâu mất tiêu. Mở cái gì cái mắt của này nè, cái này là hai dây nha. Cái này là hai dây. Còn bé Thành gì để thôi, cái này là hai dây. Còn cái này là giống như cái em mặc mà màu khác nha. Cái bàn cầm có hai dây không? Cái bàn cầm có hai dây không mà? Hình như không có bạn ơi. Có. Trời, đang live stream mà gửi tin nhắn mua cô gà quá trời. Rồi cái bé gì? Cái bé gì để lại số điện thoại chưa? Chưa. Rồi em gì em để lại số điện thoại giùm chị cưng ơi. Ai mua thì comment số điện thoại mới chốt đơn được nha. Thôi gì cầm lên từ cái đi. Rồi cái mẹ mã số 2, ai thích mã số 2 comment giúp em nha. Còn mặt máu trên người em là mã số 5. Trên người của em đang mặc là mã số 5. Đây rất là đẹp. Na, 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 na. Rồi đừng có chia sẻ nữa nha cả nhà, 100 mấy là được rồi, đừng có chia sẻ nữa. Đông quá comment liên tục, em đọc không gớt nữa. Rồi giúp em chia sẻ thôi, đừng có chia sẻ nó lộn hoài liệu hoài vậy đó. Rồi cái này là mã số 2 và mẫu em đang mặc trên người là mã số 5. Ai thích thì comment mã số và số điện thoại để giúp em nha. Rất là đẹp đây. Nè cả nhà, cực kỳ đẹp luôn.
Ok chị, nói chung là còn nhiều mẫu lắm, từ từ đi, tại vì em đang like để cho đông đông lên, từ từ nha. Mà cái này là em chốt từ hai cái trở lên nha, hai cái trở lên em mới gửi hàng được nha cả nhà. Ai mua hai cái có 200.000, tiền ship 30.000 luôn, rất là rẻ, rất là đẹp luôn nữa, đâu có nhiêu tiền đâu đó, thấy không, rất là đẹp. Em đi lên mẫu lên tiếp, khiến cái màu nào tối hơn chút xíu mất vô đây, màu xanh đó đó. Ừ. Mã số 5 Ngọc Anh, mã số 5 là cái anh đang mặc nè. Mã số 5 đấy, cái mã số 5 cho Ngọc Anh, ghi số thoại rồi. Lấy mã số 5 đi rồi mất sao? Để nó chơi. Số 5 là cái đang mặc nè. Ờ đúng rồi, cái đó đó. Rồi chốt cho bé Ngọc Anh. Từ 65 kg cho xuống mặc vừa rồi, trời ơi kêu móc đủ chưa? Rồi cái này là dây cột nha, cái này là dây cột. Cái này là cúp ngực dây cột nha cả nhà. Rồi ai thích thì comment mã số 10 giúp em. Mã số 10 đẹp cực kỳ, đẹp mê ly luôn đó. Mặc như thế này nha. Lột cái này ra đi. Đây mình sẽ mặc như thế này nè. Thì mình lấy cái dây này mình cột lên, hoặc là mình thắt cái nơ hồi trước. Có hai cách thức để mình mặc nha cả nhà. Rồi cái này là mã số 10, ai thích comment giùm em mã số 10 nha. Mã số 10 luôn, mã số 10 luôn. Mã số 10. Rồi cái này là mã số 10, ai ai thích thì comment mã số 10 giúp em, đừng có chia sẻ nữa nha cả nhà, 170 người được rồi, tại vì đông quá thì nó comment nhiều quá rồi em khó bán lắm. Rồi cái màu này rất là đẹp đây, chất liệu giả rất là đẹp, ok lắm luôn. Rồi mã số 10 nha. Đúng rồi, cái đang cầm ở nãy. Có nhiều màu khác, có đây từ từ đi lên màu từ từ chứ lên cái một là không có lên kịp. Làm được cái rồi. Là cái này hả cưng? Phải không Ngọc Anh? Cái này phải không? Phải thì ok liền, đừng đổi lại cho cưng nha. Phải thì ok liền nghe Ngọc Anh ơi. Chế vừa thả xuống đó. Phải cái này không ok giúp Ngọc Anh ơi, nếu mà ok không phải thì... Ok. Rồi ok, đổi lại cho Ngọc Anh cái này. Rồi cái này là mã số 10, còn nhiều màu lắm, từ từ em thay đổi cho. Để em lột cái này ra em mặc cho, để em xíu nghe em lột đồ cái nha. Em mặc cho cả nhà xem. Để em chút xíu xíu thôi. Đang thay đồ như mấy má đừng có gần nha. Một màu xanh đỏ. Là cái này phải không? Cao Văn. Cao Văn ơi, cái này phải không Cao Văn ơi? Số 1. Cái này hay là số này, để mặc vô cái đó. Em nói mã số, cả nhà đừng có nói các em cầm cái gì cho em nói mã số thì cả nhà nói mã số với em đi, đừng nói em cầm hay là gì chứ á. Đây, cái mẫu này mình sẽ hai cách mặc, một là mình thắt cái nơ ngoài trước, hay là mình buộc lên như thế này. Đây cái nhà. Xoay một vòng em xem đi nha. Na, 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 na. Đó. Tôi xanh chưa? Rồi cái này là mã số 10. Còn cái này là mã số 1. Nha, còn cái này là mã số 1, còn em đang mặc là mã số 10. Mã số 1 đó là của Cao Văn á. Chưa Cao Văn cho số điện thoại đi. Không có tắm mà mày để làm mặc si cưng ơi. Đây cái này là số 1, còn em đang mặc là số 10 nha. Dễ thương quá. Nè cái xanh lá này mặc cho nó gì nè, cứ mỗi người kia mặc cái thì nè, em muốn thay thì em thay chứ cái nhà người kia mặc cái là em chết liền đó. Là gì nè cưng đó, này gì nè, thôi thôi khỏi khỏi máng đi, cầm đi máng sức rồi cũng vậy à. Rồi cái mẫu này em đang cầm là số 1 nha, mã số 1. Cao Văn ơi, để lại số điện thoại Cao Văn ơi. Cao Văn để lại số điện thoại nha Cao Văn ơi. Rồi Cao Văn để lại số điện thoại luôn nha. Hôm nay là em hai từ hai mẫu trở lên em mới chốt nha cả nhà. Hai cái em chốt từ hai đơn hàng từ hai cái nha. Hoàng Thị Vân Ngọc ok là ok cái gì? Vân Ngọc ơi ok là ok gì Vân Ngọc ơi? Cao Văn ơi comment số điện thoại lại giùm Cao Văn ơi. 67 kg mặt vừa không? 67 kg chắc hơi bị ôm. Chốt cho chị cái mã số 1, lấy cho chị mã số 1 nữa đâu rồi. Cái số 1 nữa. Này thì nghe. Này đưa cho chị nghe cái này trước đi. Rồi Cao Văn là để số điện thoại trước cho Cao Văn sao.
Ok, từ từ em tụi đợi chút xíu em kêu số Màu vui đen lắm. đi chế, màu đen đi chế. Ok, ba em một màu đen nha. Cái này chấm bi là chấm bi nè. Cao Văn có để lại số điện thoại chưa? Trời ơi, là quên mất tiêu hay Cao Văn? Cao Văn không để lại số điện thoại, điện thoại quên mất tiêu quá nha. Rồi, cái này là tiếp tục luôn, cái này cũng là 2 giây. Cái này là chấm bi nha mấy chị. Ủa, cái này không có 2 giây, cái này là tay thả. Gì nè, đó, trời ơi, sang cực kỳ luôn đó. Mã số 12. Nó Cao Văn lấy thì còn cái nữa đó. Cao Văn ơi, còn con cái cuối cùng không lấy ngoài hết chứ Cao Văn Chế cao ơi. mét mấy? Trái cao mét 62 nhưng mà nói chung là... Cái thứ hai để số điện thoại luôn. Rồi, cái này là 100k mã số 12 đó, đẹp cực kỳ. Ô la la, em sexy. Rồi, ai thích thì comment mã số Lấy 12 giúp em em. Ruby 12, Trương Tuấn Rồi, Anh. Trương Tuyết Ngân comment số điện thoại số Trương Tuyết Ngân ơi, ai lấy mã số thì comment số điện thoại giúp em. Trương Tuyết Ngân số điện thoại. Số điện thoại mới chốt đơn liền được nha. Xin lắm, cảm ơn cả nhà. Ok, lấy cái chấm tấm bia cho Trương Tuyết Rồi Ngân Trương Tuấn Anh để lệnh. nè. Rồi, còn ai số 12 không? Ai tranh thủ comment mã số và số điện thoại giúp em liền rồi em mới chốt đơn lượt nha. Chàng Mai Trang rồi, số 12 rồi, hết rồi nha. Số 12 hết rồi, đừng comment nữa nha cả nhà. Mai Trang hết rồi, có Mai Trang comment trước rồi. Số điện thoại của Mai Trang nè, cái này là của Mai Trang nha. Nhớ của Mai Trang. Từ từ em lên mẫu nè, còn màu đen nữa nè. Cái này cũng màu đen nữa nè, cái này là em sẽ từ từ em dở lên nha. Bà con cô bác có ai thật lòng mua thì mua ủng hộ em nha, chứ ngày mai mà em điện không bắt máy thì tốn thời gian của em lắm nha cô bác ơi. Đây cũng màu đen đây. Có tay nha, cái này là có tay. Rồi mã số 15 chuẩn bị giúp em nha, mã số 15. Rồi 15. 15 nha cả nhà, cái này là 15. Để em căng nó xuống. Đó 15 nha, cái này là 15 đây. Rồi ai thích thì comment mã số 15 giúp em. Chuột bạch 12 hết rồi không? Đó đây. 15. Này mới có một cái không được kêu hai cái. Đâu có, mấy cái này là cao thấp thì mắc cũng được hết trơn á, trời ơi. Chuột bạch có số điện thoại chưa? Ghi có chuột bạch. Chuột bạch số 15 đó. Lấy cái này nè. Chuột bạch chưa có số điện thoại. Chuột bạch đây, nãy số điện thoại nó trôi qua rồi. Trôi qua rồi, chuột bạch ơi. Hết rồi Ngọc Kim ơi, chập đậm chấm bi hết trơn rồi Ngọc Kim ơi. Chuột bạch 15 không? Cao Vân số 1 là Số để số 1 màu điện xanh hồi thoại. nãy đó. Rồi Cao Vân để số Chuột điện bạc ơi, thoại. để số điện thoại đi, nó cho số điện thoại mất tiêu rồi. Ở Sài Gòn với cưng ơi, ở Hoàng Kim Nhà 12 chấm Bè. bi. Còn Kim hết chấm Ngọc bây giờ còn Ngọc Kim. Kim 12 chấm bi. Không, cái này đẹp mà đâu mà chuột bạch comment lại giùm chị cưng ơi, mà cái này mặc lên đẹp lắm nha. Cái này mặc lên đẹp lắm mà đừng có nghĩ gì, tại vì nó còn căng xuống như thế này nè, hai tay qua bên đây vậy nè. Mặc lên rất là đẹp nha cả nhà nha. Chuột bạch ơi có lấy không? Lấy chị qua mẫu nha cưng ơi. Phương Trần mã 12. Trần Mai Ok chuột Trang bạch. mã 12 Áo luôn. trái đâu má, cái này nó có một mặt một trước sau như một cả má ơi, trái đầu trái. Nè, có chuột bạch nè. Nè có chuột bạch còn nè, chúng có chuột bạch đi. Rồi còn ai không ạ? À? Còn ai 15 không ạ? À? Em nhận đồ rồi. Đó đẹp lắm, chị yêu cảm ơn em. Đó đồ em bán là lúc nào cũng ok chất lượng hết trơn á. Đừng nghĩ em bán 100.000 mà xấu quắc nha, em bán đồ Không, đẹp cái đẹp đó không ship à. từ hai cái đổ lên nha, để anh Dạ em ship từ 2 cái đó lên nha, ai mua 1 cái một hồi em cũng hủy đơn nha cả nhà. Cái là 2 cái trở lên nha, em ship từ 2 cái nha, chọn 100.000, mua 2 cái có 200.000, tiền ship có 30.000, mua 2 cái đầm về á, bắt đầu có đi biển cũng đi tung tăng. Đó đẹp, sexy, rất là đẹp. Rồi mã số 15 còn ai lấy không? Hôm nay lấy qua mẫu nha. Chặn cái bà cái gì nè, chặn cho rồi đi, bỏ mát chết mẹ hả? Không biết nữa. Rồi em sẽ tiếp tục qua mẫu, lấy cái này nè. Ngọc Anh bông nhỏ màu tối tối đi. Rồi để xíu nè, cái màu tối nè, từ từ, trời đất ơi. Để em thay vậy cái đó, để em đi thay đồ cái đó. Em thích thay đồ lắm. Trời, để em thay đồ nghe mấy chế ơi. Nè cái này nhặt vô chung chiếc bộ đồ chỉnh dùng ở đây thôi, nó lộn xộn. Rồi để em thay cái mẫu này vô cho mấy chị nha. Em đang thay đồ.
Hôm nay là nói chung là tới mấy chục mẫu, tới mấy chục màu lận, cho nên là cô bác anh chị xem đi. Bây giờ mỗi người hỏi cái em không biết dở lên cái nào thì em dở lên cái nào, anh chị thích thì anh chị cứ comment mã số giúp em nha. Đây tôi tối bông nhí đây, tôi tối bông nhí đây rồi, cái này là mã số 20. Màu xanh chị vừa mặc phương viên. Màu xanh chị vừa mặc, comment số điện thoại đây cưng ơi, vừa mặc lại cái mới thì dục lên đó. Rồi cái này mã số 20, 20, 20, 100k một cái, ship từ 2 cái, 20 rất là đẹp đi cả nhà. Còn Cao Văn nó cho số điện thoại nó mẫu số 1, mà chưa có mấy mẫu khác. Mẫu số 1 và số điện thoại đây rồi nè. Cao Văn chưa có mẫu số 1 hết rồi. Số 1 nó bỏ túi cho anh đổ rồi đó, nói gì vậy? À, đó. À, bỏ rồi. Nó lấy thêm hơn cái nữa đi. Ủa Phương Viên là số nấy rồi mà comment cho Phương Viên. Phương Viên là bộ xanh vừa mặc á. À lấy một Phương Viên cho Phương Viên nè. Bộ này nè. Rồi cái là mã số 20. Số gì ra tôi bóc con cờ ra. Dạ 65kg cho số là mặt dừa. 63kg là quá dừa. 65kg cho số là mặt dừa. Đây cực kỳ đẹp, cực kỳ xinh luôn. Không, thật sự là mấy bộ đồ này mấy chị mặc ở nhà hay là mấy chị đi biển hay là mấy chị đi chợ có 100.000 bộ mà nó đẹp lắm, nó sang lắm. Thì buổi bây giờ tao mặc mấy cái này nè, nó nhẹ nhàng, nó thướt tha, nó thùy mị, nó đôn trang, nói chung là rất là dễ thương. Rồi 20, mã này là mã 20. Từ từ đổi màu nha, cái màu đẹp cũng chết xong lấy nè, cần cho coi nè. 20 nha cả nhà. Hôm mai thích thì nói cho qua mẫu, em sẽ qua mẫu nha. 20, cái mã này là 20. Heo cam Thanh Thanh lựa mấy cái mà có cổ. Không, cái này không có kho cổ cưng ơi. Tèo gấu hết bữa nè cưng ơi. Mua 2 cái ship 30 ngàn nha cưng ơi, ship đồng giá 20 ngàn, 30 ngàn, đồng giá 30 ngàn nha, 2 cái 200 ngàn, thêm có 30 ngàn tiền ship nữa, rất là đẹp. Đây là toàn 1 cái thôi. Thì bây giờ trên này thì chưa 1 cái, thì bây giờ trên đây là hồi nãy giờ to là 1 cái, không em dở lên, anh chị nào thích thì em mới gửi nha, còn anh chị nào mà... Cái cầm cái giống nhau vậy? Thì cái bảo là 20 nè. Em cầm màu tím hả chị? Đang bị trông hư. Lột móc đi anh gắn móc vô xấu quá. Rồi cái này là mã số 22 màu tím nè. Tím luôn đẹp luôn đó. 22 nha, hồi nãy giờ anh chị em nào mà mua một cái rồi để em à, coi em còn nhiều mẫu em dỡ lên rồi em chốt đi một cái em mới ship nha anh chị ơi. Có màu nào tối cho chị xem chút cái nữa. Dạ ok, để em chút xíu đi chị. Rồi cái này là mã 22 nha, 22. 1m50 mặc được không chế? Dạ, em nói rồi là từ 65kg cho xuống là vừa. Cái này nó không có quan trọng là cao hay thấp. Cái này là chỉ quan trọng là ký thôi, chứ không quan trọng là cao hay thấp. Tại vì đồ này không phải là mình mặc đi dạ hội hay mình đi đám đi tiệc, đồ này mình ở nhà, mình đi chợ hay là mình đi tắm biển hay là cái gì đó. Cho nên là mình mặc rất là bình thường. Này rất là đẹp. Nói chung là đẹp cực kỳ xuất sắc luôn. Đây, cái này là mã 22 nha, 22. Đây cái nhà rất là đẹp đó. 22 ở đâu mà ghẻ bằng chỗ này. Đây 22, ai thích thì comment giúp em mã 22 nha. 22 nha cả nhà ơi. 22 còn đợi em đang mặc là 20 nha. Đẹp cực kỳ luôn không? Dễ thương quá à, mặc vô dễ thương quá à. Rồi 22 nha, ai thích comment giúp em nha, đã mất tiêu hết rồi. Ai không thích thì có quyền nói cho em qua màu nha cả nhà, qua mẫu qua màu nha. Hai cái. 2 cái 20 với 22. Chị Tâm Tư để lại số điện thoại giúp em nha. 20 là cái màu hả? 20 là cái màu mặt nè. Cho bên hồi có màu nào màu trắng không? Có màu trắng từ từ lên. Thu hồng cái 20 là cái em đang mặc nè. Thu hồng là 20. Lấy qua đi, lấy cái màu nâu qua đi. Thu hương. Màu nâu đang mặc đây nè. Còn cái chị nào lấy hai màu lượt đó để cho em ạ. Này là thu hương phải không? Mã 20 chị tới gần xem nè. Nói chung ở ngoài chuẩn lắm, này là chuẩn nhất rồi đó nha. Tâm gửi cái 20 là 22. Ok chị Tâm gửi nha. 20 nè. 22 nè. Mấy chị Tâm gửi là hai trái nè. Mấy cái mẫu này mấy chị mua ngoài rất là đẹp. Có là có Tâm Thư đó nha.
Nói chị Thu Hương cho số điện thoại lại tới 12 số luôn. Chị Thu Hương ơi, cho số điện thoại là giùm em của chị tới 12 số rồi. Của chị Thu Hương tới 12 số rồi. Dạ em biết rồi, chị Tâm Tâm gửi. Nè, có chị Tâm gửi chút gì, chị Tâm gửi chút đi. Hai cái không? Chị tên gì? Mã 22, 22 cái này là của bạn gì luôn á. Giờ ghi từ từ đi. Chị Thu Hương ơi, chị comment số điện thoại là giùm em của chị là lộn số rồi. 22 là của Hương Trang. Hương Trang 22, cái mà học luôn rồi, mà 22 hết rồi nè đưa này chứ Hương Trang. Rồi trắng xanh luôn, mày đẹp mê ly luôn, em bôi ra luôn. Nè, cái này là không đẹp không ăn tiền nè. Đây. Chuẩn màu luôn nè, đó nha. Rồi cái này là mã số 30 nha. 30 mình sẽ, mình một là mình cuộn cái nơ ngoài trước hay là mình đưa lên đây giống như mẫu nãy nha. Nhưng mà màu rất là đẹp đây nè. Cho em cho cả nhà càng xem nha. 30 nha cả nhà. Mua đi trời ở ngoài còn đẹp hơn trong điện thoại nữa. Đúng rồi, em bán nè. Ok cưng, nữa lựa cho ba cái gửi nha. Cái này là 30 nha cưng ơi, gọi 30, mã số 30 nha. 30, cái này có hai loại, một loại có tai và một loại không có tai. Thôi giờ em đưa lên này 30 trước đi. Heo Linh comment số điện thoại Heo Linh ơi. Heo Linh như Suka, ai mua thì comment số điện thoại và mã số giúp em mới chốt đơn được nha. Nói Thu Hương cho số điện thoại lại. Chị Thu Hương ơi, chị còn nói thì cho số điện thoại lại giùm em ơi, chị Thu Hương ơi. Nisaka, chị Thu Hương đó, chị Thu Hương cho số điện thoại lại đó. Phan, cái nhà Phan comment giùm em nha. Văn Cao là mã 30 nè, để chị Văn Cao nãy có to nè, Văn Cao nè. Cao Văn, Cao Văn. Còn cái bé, cái chị, cái em nào mới thì để lại cái mã số 30 để coi, để từ từ đây Phan ơi, cái nhà em cái là Heo Linh nè. Nhi Saka Nguyễn nè, Nhi Saka Nguyễn gặp Nhi Saka Nguyễn chưa? Nhi Saka Nguyễn đúng không? Kéo lại. Phan comment giúp em với Choi comment cho cái nhà. Nhi Saka Nguyễn nè. Nè cái này nè. Còn bé gì? Nhi Saka Nguyễn nè, rồi bé mua đi. Nhi Saka Nguyễn. Cái này là Heo Linh nè, em chốt từ hai cái nha. Cái này em chốt từ hai cái nha cả nhà. Để cái bé heo gì cái gì đó. Heo Linh nè. Đúng rồi, Heo Linh gì đó. Nè. Đồ chị ngày mai em like nha, chị ngày mai vô coi nha. Em đang nhập đồ đẹp đẹp rất là nhiều, nhưng mà hôm nay em đai đầm này trước nha cả nhà. Rồi còn một 70kg vừa, 70kg chắc không vừa đâu. Tại cái này là từ 65kg cho xuống, là 70kg chắc nó hơi bị chẹt á. Mặt hình mặt hơi ôm chút xíu. Rồi nè, còn một cái cuối cùng. Cái này là có tay nha cả nhà. Cái này có tay nha, mẫu 32. Còn một cái cuối cùng 32, ai lấy lùm em luôn. Cái này là có tay, hồi nãy là không có tay nha. Cái này là có tay nha. Mã 20 hết trơn rồi chị ơi. Ủa 20 em đang mặc còn. Chị Diễm Hồng 20 là cái em đang mặc. Em đưa lên cái mẫu nào cái như thế 20 nè, cái em đang mặc nè. Màu nâu có thấy không? Kiếm gì? Cái nào? Cái đó là của ai? Cái này của chị Thu Hương. Cái này là của chị Thu Hương nè. Ra đây em hỏi lại cái nè. Đình Đào nè, 32, còn có một cái chốt cho Đình Đào trước nha, tại hết trơn rồi nha cả nhà. Yên tâm đi, mình không lấy được cái này, mình lấy được cái khác đẹp, đồ đẹp lắm. Đâu có Đình Đào, hỏi gì đây. Nghe Đình Đào nè. Em chốt từ hai cái nha, ai mua cái thì đợi em chút xíu nha. Đâu có chị nào hồi nãy lấy cái mã 20 của em đâu, mất em kiếm lại coi. 20 số điện thoại. Chị Diễm Hồng, Diễm Hồng phải cái này không chị ơi? Chị Diễm Hồng nè.
Của chị Diễm Hồng mã 20 này, cả nhà còn 20, còn hai cái, các em đang mặc vào cái này nè, ai ai thích thì comment, còn cái cuối cùng nha. Chị mở lấy bọc 32, 32 là A33 em hết rồi. Dạ em ship từ hai cái nha. Ok chị Diễm Hồng nè. Thấy thấy số điện thoại chị Diễm Hồng chưa, kéo lại. Thấy rồi. Ok luôn chưa? Diễm Hồng phải không? Ờ, Diễm Hồng có nhiêu? Rồi, Diễm Hồng. Đấy. Đấy đi. Rồi em đem ra cái màu cho tối hơn xíu nè. Cái này còn có hay là dây. Rồi, ai thích cái này thì comment giúp em. Đây, đó là em càng cho cả nhà coi kỹ chút xíu đây. Nha. Dạ, cái này là mã 40, em còn hai cái thôi, em chốt cho hai người đầu tiên em còn hai cái thì là 40. 40 nha cả nhà ơi. Dạ 100k một cái, 100k một cái, đồng giá 100k một cái, đồng giá mã số này, mã số 40 bao đẹp luôn. Mình mua từ hai cái, tiền hai cái có 200.000, tiền ship 30.000. Ai mua được 5 cái free ship luôn. Bán 5 cái tiền ship lời hai cái thôi, còn ba cái kêu về. Nha, 40 mã 40 rất là đẹp. 40 nha cả nhà, đây 40. Trời ơi, có 100k một cái, mình mặc cái này thoải mái đẹp luôn. Mấy bà chị bạn em ở đây nè, mấy bà ở gần nhà, mấy bà mua đi ra chợ khen quá trời khen, ta khen đẹp lắm cả nhà, yên tâm đi. Em bán đồ ở trong hình là ở ngoài còn đẹp hơn trong hình. Em nói thiệt á, thường thường người ta bán đồ sợ ở ngoài là không đẹp, nhưng em bán còn đẹp hơn nè. Heolin 40, Heolin chốt chứ Heolin, Heolin có to rồi phải không? Ok Heolin nè, Heolin cái bên nè. Rồi còn một cái cuối cùng, ai chốt trước thì em đưa trước nha. 40 không có loại có tay, em không có. Từ từ có tay, em sẽ lại có tay, cái này không có tay nhưng mà cái này mặc như thế này. Hai cái giống cái này. Từ từ đi em lai, từ từ với cả nhà, Phan hỏi em dở lên cái nào, nếu mà cả nhà không thích thì em cho qua, thì em sẽ lấy cái khác lên cho cả nhà vừa lòng. Tại vì trên live stream thì mỗi người á, mỗi hỏi mỗi cái thì em không biết cái nào là cái nào hết trơn, cho nên cả nhà thông cảm giúp em. Còn trường hợp mà có ai chào ai hỏi em á mà em không thấy, tại vì em đứng cái màn hình live stream nó hơi bị xa, rồi em lo quay qua quay lại nhiều khi nó trôi rồi không trả lời thì không thấy, không trả lời chứ không phải là em không trả lời nha cả nhà. Đừng có... Cái bao nhiêu tiền? Hai, một cái là 100, hai cái là 200, tiền ship 30 nha. Theo Linh là hai cái rồi đó chị. Dạ 60 cái vừa. Dạ em cảm ơn hãng Trần. Cái dạ vừa chị Diệp Nguyễn ơi, dạ từ 65kg cho xuống là mặt vừa. Rồi ai không thích thì em cho qua nha, em cho qua luôn nha. Ngọc Anh hai dây màu tối. Chị ơi cho em cái Thu Hương có chưa? To rồi. Ok Thu Hương nha, rồi để cởi ra để kiếm cái khác hai dây màu tối đi. Thu Hương cái đằng mặt đó hả? Nè. Phải. Tu Hương có to. Có to rồi, cái này hả? Tu Hương cái đằng mặt là có to rồi, trời còn xíu em chốt lộn thấy chưa? Tu Hương có rồi nha. Thu Phương nghe còn kìa, Thu Hương còn nói là thương gì? Cái nào? Cái này là Phan Thị Thu Hương. Đây, cái này là... Cái này có còn mấy cái. Cái này cũng có hai cái luôn, còn hai cái gì nhất? Phan Thị Thu Hương đó à. Rồi còn hai cái duy nhất rồi nha. Mẫu số 8, số 8 nha, còn hai cái duy nhất. Đây. Số 8 còn hai cái duy nhất luôn. Số 8 còn hai cái duy nhất. Hai người đầu comment em thêm chốt cho hai người đầu nha. Số 8 còn hai cái duy nhất luôn. Số 8 thì cái nhà số 8 luôn. Số gì ra cơ đó có mấy con mấy gì ra số gì ra. Cả nhà ơi, còn xem đông đông và chia sẻ ủng hộ chốt từ hai cái nha. Ai mua một cái thì cứ chờ đợi chút xíu, một cái 100.000, hai cái 200.000, hai cái 200.000, ship 30.000. Ok Phan Thị Thu Hương này, số 8 này chốt cho Thu Hương nè. Đó, còn cái cuối cùng em chốt cho hai người đầu nha. Tiết Ngân có chưa? Trương Tiết Ngân có chưa? Trương Tiết Ngân hả? Có rồi. Có nè, Trương Tiết Ngân. Rồi ok hết mẫu nha. Để em qua nữa. Qua cái màu sáng xíu đi. Nãy giờ hai màu tối rồi, cái này có tay. Cái này có tay cực đẹp luôn nha. Ok ok, cái này có tay lại. Thôi em thay cái này ra cho cả nhà xem nha, để em chút xíu. Em thay ra em mặc kia cả nhà xem. Phương Trần số 8. Cái này còn hai cái, còn cái này em còn. Để em chút xíu. Em mặc đồ vô cái đó. Nãy giờ ai một cái thì chờ đợi em chút xíu em chốt nha. Ai mà mua được 5 cái, 500 ngàn free ship luôn, chơi lớn luôn.
ta bán, ta không có phi ship cho em bán, em phi ship đó em bán để ít chút xíu mà em nhờ số lượng đông, mà bà con cô bác nào mua đồ của em ở ngoài là sẽ đẹp hơn trong livestream. Em mới thật lòng, ở ngoài mua giờ là hàng không rất là nhiều. Đúng rồi, Phan Thị Thu Hương á, có mình chị thôi chứ nãy không có ai Thu Hương á. Ok chị, để em coi cái này còn mấy cái nữa. Đây, chị sợ đấy. Ồ, cái đầm em đang mặc coi 2 giây. Rồi, cái này là 2 giây, cái em đang cầm trên tay là 2 giây. Đây, cái em đang cầm trên tay là 2 giây, mẫu này là mẫu 50, số 50, mã số 50 nha. Mã số 50, 2 giây, cái này còn 3 cái, em chốt cho 3 người đầu tiên. 20 hết rồi, cà phê sữa đá 50. Mẫu này cầm lại giùm em 50 nha. Em cái này là 2 giây nha cả nhà, 2 giây nha mà mặc như thế này. Đó. Có 2 giây máng lên 50. Cà phê 20. Chị mua 2 cái rồi sao không chốt? Chỗ chị Phương Trần có chưa? Phương Trần bên kia gì kìa. Trời ơi cưng ơi, đừng có trách móc cưng ơi, tại nhiều quá rồi khem không kịp. Phương Trần chưa. Không phải đây nè, nhiều khi cả nhà comment không kịp. Lê Thị Nga chị chốt. Heo Linh 50 nè, Heo Linh có chưa? Nè Heo Linh 50 nè. Nhiều khi cả nhà comment cả nhà mua được, tại vì mỗi cái em chỉ có 2 cái hoặc 3 cái thì em ai trước em chốt trước nha. Chị Nga chốt lại 2 cái. Hết rồi. Rồi 20 nha, ai mua comment số điện thoại giúp em, cái này là 2 giây còn nha. Ủa này 50 nó lộn hoài ha. Chị ơi thấy comment đó mua cũng không được. Mấy chị ơi em thấy ảnh comment đó em mua cũng thấy nè, à, Tho Nguyễn. Chấm hết 50. Ok chấm hết nha, chụp này màn hình. Mình chốt từ 2 cái nha cả nhà ơi. Chốt từ 2 cái nha. Đó cái bạn gì nè. Hết rồi. Rồi còn một cái cuối cùng, mẫu 50 còn ai lấy không lấy em cho qua mẫu luôn. Còn một cái cuối cùng 50 nha. Đây. Cha da 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 cha da cha da. Đẹp không dễ thương không? Hai màu tối đi mình dọn đơn Ngọc Anh. Ok ok, đợi xíu đi Ngọc Anh ơi. Anh thì tôi hướng cái số điện thoại rồi. Coi kỹ lại coi đường lộn nha. Lê Thị Nga ơi, coi lại đợi chút xíu đi, tại vì khi comment nó lẹ quá em đọc không kịp. Chứ nhiều khi comment nó bên em là máy chính chủ nó lên trước á. Em chị Nga là có một cái rồi, hỏi chị cái nào nữa. Nè chị Lê Thị Nga, có chị nãy thì có một cái này nè. Của chị Nga có một cái này nè, chị gắn kiếm cái đi, chị comment mã số giùm em. Chị yên tâm đi, nhiều khi mình vuột qua món này mà mẫu khác mình đẹp hơn. Nhưng mà anh chị em đã mua rồi, đừng có đổi trả giúp em lộn xộn em không nhớ đâu nha. Nè. Có chị Nga đẩy đi. Rồi bây giờ em sẽ qua mẫu khác nha. Em sẽ qua mẫu khác. Tối đâu rồi, mẫu tối đâu hết rồi. Lấy này đi, này đẹp nè. Cái này qua là tối cũng rực rỡ lắm đây, tối rồi tối. Rồi cái mẫu này là mẫu số 9 nha, số 9. Em còn 2 cái duy nhất thì ai comment 2 người đầu tiên thì em coi còn cái nào nữa không. Để em chút xíu nha. Rồi có 2 cái à. Thì ai comment số 9. Số 9 dạ, thì còn nhiều mẫu lắm thì cả nhà mình mua không được này, mình mua khác giúp em tại vì trên mạng chứ không phải như ở ngoài. Ngọc Diệp Nguyễn có to chưa? Đây thì nghe chị chốt mã 32 và 8. 32 8 thì em hết rồi, chị Nga lại chút xíu đi, chị Nga và em lên thì mở từ từ. Ngọc Diệp Nguyễn chưa có. Ngọc, ai mua thì comment em còn 2 cái nha, số điện thoại với mã trước thì em theo chốt trước nha cả nhà. Đây. Cực kỳ đẹp, cái này đẹp quá à. Hoa Ti Ngôn. Hoa Ti Ngôn nè. Hoa Ti Ngôn gác đẹp mua cái đi cưng ơi. Mét 63. Nhưng mà cái này là mét, nói chung là cái này không vấn đề mét, cái này là vấn đề ký nha, từ 65kg cho xuống là mặc vừa. Tại cái này là cái đầm này mình mặc nó hơi dài vậy là nó mới đẹp, đó. Nó thước tha. Rồi còn một cái số 9, số gì ra số gì ra số gì ra con số 9. Rồi còn một cái cuối cùng, ai chốt thì em chốt liền luôn con số 9 nha. Ai hồi nãy giờ em đọc không tìm, em không thấy thông cảm giùm em tại trên livestream.
cho live stream nhiều khi sơ suất thì mọi người thông cảm chứ đừng có nói em chậm trễ hay là kia ta là sẽ đưa từ từ thôi, người ta chốt đi. Ngọc Diệp chứ Nguyễn không đưa liên tục đâu, ai làm kịp. Ngọc Nguyễn có to chưa? Chưa. Rồi chốt cho Ngọc Diệp Nguyễn nha. Cứ từ từ thôi chứ kêu lẹ quá, chậm trễ mà chốt anh em là cũng chịu. 1 2 3 4 cái này còn được 4 cái nè. Để em chút xíu bị thay thì cài cái đã. Để em xíu nha. Ai mua một cái thì đợi em, nói chung là trò một đống. Cả nhà thấy không, trên cái chỗ đồ của em còn một đống mà, một đống mẫu luôn. Em chốt này đã luôn, anh chị em cứ lựa bình thường. Giờ này mình không mua kịp cái này thì hồi cái khách mình giữ ý hơn sao đúng không, yên tâm đi. Trời ơi đồ bán đẹp không mà cứ chờ đợi, mà chờ đợi là đẹp nha cả nhà. Số 9 là hết rồi, thì thấy hết rồi thì chốt đi. Rồi mẫu em mặc là còn 1, 2, 3, 4 cái mẫu em đang mặc là mã số 11. Mã số 11 là mẫu của em đang mặc. 65kg mặc được không? Dạ từ 65kg cho xuống là mặc được, 65kg mặc được nha chị ơi. Đợi chút xíu đi, chút xíu lên màu nha. Rồi mã số 11 đây, 11 đây cái nhà em đang mặc 11 nha, còn 4 cái, 4 người đầu tiên comment, 4 người đầu tiên thì em sẽ chốt cho 4 người đầu tiên comment nhất nha. Sáu mươi lăm ký là vừa nha. Hi bi bi chàng chưa có số điện thoại, đợi lấy số điện thoại cưng ơi. Đây mã 11, mã 11 cực kỳ đẹp. Hi bi bi chàng là đợi số điện thoại cưng ơi, chứ cưng comment mã vào cũng như không nha. Thì ai một cái thì hồi quỷ ra. Một lần nữa nếu mà thật sự cưng muốn mua, cưng comment số điện thoại cưng, cứ comment số 11 vậy là cũng bó tay nha cưng ơi. Như ăn trương là 11 nè. Rồi 11 nha, mã 11. 11. Ở trên ở dưới là như thế này nè, đẹp không cả nhà? Em đang làm cho cả nhà xem nè. Thì BB chàng này mã 11 nè. Em chốt từ hai cái như một hồi ai một cái thì em sẽ đem ra em gọi cả nhà cứ đợi từ từ rồi mua tiếp cái nữa nha, chứ mà một cái thôi em không có chốt được nha cả nhà. Thì em chốt trước đây coi 11 còn ai lấy không, còn hai cái cuối cùng mã 11. 11 còn ai lấy không cả nhà, còn cái mã cuối cùng nha, hai cái cuối cùng 11. Ai thích thì comment tranh thủ, không thích thì để qua mẫu cho em qua mẫu nha, 11. Mười một nha, mười một, mã 11 nha. Để chút xíu đi, màu vàng rồi, ok bỏ ra qua bên đi. Để chút xíu chốt tiếp. Cái này hoa không có nhỏ này, còn hai cái. Có dây, màu vàng. Phải có dây không biết nữa. Không, cái này là mẫu bẹt chứ phải có dây. Cái này có một cái, hai cái, ba cái rồi. Cái này mã số Trăm Châu, mã số 11. Đúng rồi cưng ơi, Huy Bibi Trần Trăm Châu nè. Gặp chưa? Rồi, Trăm Châu bắt đầu cái nào? Nè, 11. Mỗi người em chốt đơn từ hai cái nha, mua một cái thì một hồi nếu mà không có hạ lựa được hai cái thì em không sẽ quỷ đơn như cả nhà. Rồi, cái mã số này là mã số 24. 24 màu vàng. Và em chặn cho con xem luôn. Đây. Màu vàng nha. Đẹp mê lì. Màu vàng như cả nhà đây. Cà phê 11, ok, để lột cái cho cà phê cái đã. Hồi nãy giờ trên to là em thấy mỗi người một cái nhiều lắm nha. Ai mà mua một cái đợi em chút xíu nha cả nhà. Ai mà mua một cái thì đợi em xem nhiều mẫu. Mỗi người mua hai cái có 200 ngàn tiền ship, có 30 ngàn nữa là 230 ngàn. Được hai chiếc đầm rất là đẹp. Sao đấy em đang thử đồ, em đang thay đồ cái đã.
Đây. Mã này là 24 nha. 24 còn 3 cái, 24. 24 rất là đẹp cho cả nhà, 24 nha. Đây rất là đẹp ạ. À. 24 còn 3 cái và em sẽ chốt cho ba người đầu tiên 24, mã này là 24 nha. Dạ từ từ, ok mấy chị chán đẹp chút xíu đi, cho nên là còn nhiều mẫu lắm. Đó có kiểu cột dây lên cổ không chị? Không có rồi cưng ơi, hình như có một cái gì rồi. Huy BB 24. Phan Huy BB là có Huy có to rồi đó. Phan cái này là mà bé là mặc được, cái bé gì hồi nãy là có màu vàng cục lên cổ nè cưng ơi, cái này là có một cái duy nhất nha, bây giờ dở lên cưng lấy cưng ok, tại vì này một cái duy rồi, nhất nha. Cái bé này nè, cái này là một cái duy nhất có dây cột lên giống nãy nè. Cái bé gì nè, cái bé gì nè. Rồi. Cái bé gì hỏi màu vàng có cột bên cổ, hỏi tên coi tên gì nè, qua này. Có dây cột bên cổ mà. Là trắng hết. Phải không? Hoa vàng đó, có kiểu cột dây lên cổ không? Nè, hay thấy bạch nè, thấy bạch 24 nè. Chấm hết. Nè, chấm hết đây, có một cái duy nhất nè, chấm rồi, hết nè. Rồi, VB là nhận rồi, nhắn hoài. VB là gọi nghe cưng ơi, Thủy Trần. 24 nhắn rồi. Tiến Thành, comment số điện thoại giùm em còn một cái trên người nha. Cái này mình thích mặc sao mình mặc, mình thích bè gì mình bè, mình thích đưa lên gì mình lên là tùy mình đó. Tùy mình nè, ví dụ mình thích gì là mình mặc, còn mình thích kéo xuống gì là mình thích. Tùy mình. Nguyễn Tiến Thành này, Nguyễn Tiến Thành nè, mà cái số số ủa lộn bắt đầu tiêu rồi cái rồi. Rồi cái em đang mặc để em xíu em lột cho cái này cho bạn cái đã. Rồi để em chút xíu nha. Cái này còn. Để em lột coi cho chị cái đã. Hey BB chàng rồi, có rồi phải không? 24 rồi phải không? Cái chị gì nè, mới để số điện thoại không, đó là cái này nè. Thủy Bích cho số điện thoại đi, có 8 số mà. Thủy Bích nào? Cái này tải của ai vậy? Nguyễn Tiến Thành đó, thấy Nguyễn Tiến Thành chưa? Nguyễn Tiến Thành phải không? Rồi. Thủy Bích là ai? 24 phải không? Nguyễn Tiến Thành 24 đúng không? Thủy Bích có chốt chưa? Thủy Bích là đưa cái áo rồi nè, Thủy Bích nè. Thủy Bích ơi, để có ở đó, để số điện thoại giúp thì em. Thủy Bích để gì có mấy con à? 0917161 34 có 7-8 con à. Chị Thủy Bích ơi, nếu chị còn đó thì comment giúp em nha. Chị để ra số điện thoại giúp em lại một lần nữa nha. Không thì em bên em sẽ quỷ cho nha chị ơi. Thủy Bích 24, Tiến Thành của 24 luôn đó. Chị Thủy Bích ơi, Tiến Thành 24 đấy rồi đó. Nè cái này vàng là có dây cột, em còn 2 cái nha. Từ... người lấy 2 cái thì có 1 cái không à. Ai hồi nãy giờ ai một cái thì comment lại giùm em nha. Còn nếu mà lỡ mà nó không chịu lấy thì cứ để quỷ giúp em để bên em biết quỷ nha cả nhà. Đây cái này em còn 2 cái duy nhất. Cái này là mã 31. 31 nha. Em còn 2 cái duy nhất. Chị Thi Bích để lại số điện thoại rồi đó. Chấm hết vàng ok. Chấm hết này là vàng. Sao nó vô không coi. Cứ lấy cái này đi, chấm hết cái này đẹp rồi, chấm hết cột vàng này, cái này đẹp duy nhất là cứ lấy thì ok giùm chị nha. Còn cái này là còn 2 cái nha, cái này là cam đất rồi, cái này là còn 2 cái duy nhất, mã 31 nha. Chấm hết đây là chốt cái này cho cưng, chịu không chấm hết đây chốt cái này cho cưng nha, cái này đẹp, cái này chấm hết chứ chịu ok giúp chị nha cưng ơi. Chấm hết, mình lấy vàng cột lên cổ nha, mình lấy vàng kia phải cái này không cưng ơi. Cái này cứ ok giùm nha, một là cứ lấy cái này, còn hai nếu mà cứ lấy ok, tại vì này có cái duy nhất, là nếu mà cái này cứ lấy cái này thì cứ ok, còn nếu cứ lấy cái đằng mặt thì mình comment là mã số 31 nha, tùy nha. Trời ơi, sao mọi người cứ mua một cái từ từ chưa có xong mà ok, vàng okay, tươi chấm hết nè. Rồi cái này em còn 2 cái duy nhất nha, rất là đẹp. Đây cái này có hai mình cột bên cổ như thế này nha cả nhà. Rồi 100k một cái nha, em chốt đơn từ 2 cái hồi nãy giờ, em mua một cái thì chờ đợi em lên mẫu từ từ cho cả nhà. Đây cái gì cả, em thử luôn, em thử hết luôn, em thử cho đã luôn. Rồi mã số này là mã 31, còn 2 cái, mã 31 còn 2 cái. Qua Tigo nó lên dơ lên đi đừng thử nữa. Phan để em lên mẫu khác, mẫu tối hồi nãy giờ mẫu sáng không à. Rồi 31 đâu mai lấy, bây giờ em đưa lên cái màu đen nè. Màu đen này còn 1, 2 cái, 3 cái. Cái này nè có tay, Phan.
em đai cái dây trước. Rồi ai thích cái này chờ thôi, giờ em lấy hai dây, để lấy hai dây em chị nha, để xíu đi em kiếm hai dây cái đã. Chị cao mét mấy, cà phê nè, hai dây còn hai cái hi em đủ hai cái ship hàng cho em luôn nhé, chấm hết. Ok hết mà bằng tươi rồi, chấm hết mình lấy rồi. Mã 31 nè, 31 có gì nè, 31. Thị Hương Ngô, Thị Hương Ngô có to chưa? Thị Hương Ngô comment số điện thoại liền cho mình chốt với Thị Hương Ngô ơi. Thị Hương Ngô ơi bạn nè, cái dây nè, dây này chị ơi, nè em còn hai cái nha, em chốt cho hai người đầu tiên nha. Rồi cái này là ai thích cái màu này thì comment giùm em mã số 33. Các bạn đem mặt. Đúng rồi Thị Hương Ngô, bạn phải comment số điện thoại mình mới chốt đơn cho bạn được nha Thị Hương Ngô ơi. À, chốt đơn từ hai cái nha, bạn lấy cái này đi rồi hồi bạn kiếm thêm một cái nữa bạn mua nha. Rồi cái này mã 33 2 giây. 33 2 giây em cần cho cả nhà xem. Sáng hả? Đợi chút xíu đi em, đợi cái này qua đi em kiếm hai dây tối liền. Kiếm cái nào mà hai dây tối giùm em, hai dây gì này. Đó là cầm luôn đó. Đây đi lên đi, đi like luôn đi. Đây tối nè. Hai dây cái này là 35 nha. 35. Hai dây 35 nha. 35. Thị Hương Ngô ơi, bạn không comment số điện thoại thì mình không có chốt được nha bạn ơi. Phiên bản phẫu thuật hỏng, hỏng cái đầu cưng á, chặn luôn nó chuyện xàm xí nú. Không mua thì ra cho chỗ khác, vào comment xàm xàm chi cho người ta chặn không biết nữa. Làm mày quên này mấy gì đó, 35 phải không? Ừ, 35. 35. Ok, Ngọc Anh nè. Ngọc Anh 35 vô. Rồi, còn cái cuối cùng 35 ai lấy không ạ? À? Còn cái cuối cùng 35, để trống trống hồi kêu số cho vui. Có to mẹ. Mua từ 5 cái em free ship nha, 5 cái 500 được free ship luôn. Bán 5 cái lời 2 cái còn 3 cái bù vô tiền ship đó. Cha 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 35 còn ai lấy không à? Mẫu có tay. Đợi chút xíu đi, đợi chút xíu đi, chốt này mẫu có tay. Còn 35 còn ai lấy không à? Đây ạ. À. 35 nha. 35. Từ từ cả nhà ơi, cả nhà đợi em chút xíu. 35 nha. Mã 35 ai thích thì comment, không thích thì cứ để là qua mẫu, em sẽ qua mẫu tiếp tục, không cho còn một đống mẫu nằm trên đó nữa kìa. Cứ từ từ. Nãy giờ ai có một cái thì Đăng Nhật 35. Hai cái rồi phải không chị? Hi bi bi chặn hai cái phải không? Đúng rồi. Đúng rồi, hi bi bi chặn ra, bạn nào mới comment lấy mẫu này. Đang Nhật Phương Thiên Ngô 35 mà chưa thấy số điện thoại. Rồi em like có tay nha, có tay em còn hai cái nha. Rồi cái này là mã 37, còn hai cái đây em sẽ chốt cho hai người đầu. 37 cực kỳ đẹp luôn. Phương Thiên Ngô 35 hết rồi cưng ơi. 37 luôn nha. Đây có tay nè, cái này là có tay nè cưng, tay nè. Phan Thị Thu Hương mấy cái à? Phan Thị Thu Hương. Cái là số điện thoại là 08 gì đó. Mấy cái rồi, mấy hai cái. Thu Hương hình như hai cái hay gì đó. Thu Hương hai cái rồi cưng ơi. Hai cái. Ba mươi bảy Phủ Ngọc có to chưa? Chưa. Coi kỹ nha. Chưa. 37 còn hai cái, ai comment số điện thoại và mã số trước em chốt trước nha cả nhà, rất là đẹp nha. Rất là đẹp, trời ơi em thay ra thay vô rồi, từ từ em thay cả nhà ơi, chứ cái nào mà cũng mắc em thay chân mệt lắm. Hai cái thì Bibi Trần ơi, mèo con 37 nè. Mèo con. Phan để em chút xíu nha cả nhà, Phan comment nha. Mèo con đúng không?
đi qua má xin cái đi đi. Má học nhiều lắm. Khoan giờ ba bảy nhiều dữ. Huy bi bi chàng là có 37 cái mà cái nào dở lên lại coi. Nè còn cái là đưa cho Huy bi chàng đi. Nè Huy bi bi chàng có to nè. Người fan comment cho em chút xíu nha, em đi lấy em lấy rồi cái hai nhà kèm mà nghe. Dạ bọc chấm hết rồi cưng ơi, 37 hết rồi. Má ơi cho con xin, cho xin mấy cái bọc này nè má ơi, con hết trơn rồi, tự nhiên tắt ngang rồi má. Bọc gì con yêu, bọc gì con yêu. Anh lo tập trung ghi cái đó đi, mấy cái đó đem đọc. Hết rồi. Nè chấm hết nè, để vô cho chấm hết. Chấm hết không? Ừ. Rồi BB Trần bỏ vô đây chưa? BB Trần là nào nữa? BB Trần là 37. Ủa mẹ con đó là. Mẹ con rồi nè. Là ai chứ lúc rồi, cái này có ai? Mẹ con rồi nè. Cái này là của chấm hát đúng không? Đúng rồi. Từ 65kg cho xuống vừa nha, 65kg cho xuống vừa. Chấm hát 37 nè. Rồi ok, rồi em sẽ lên mẫu tiếp từ từ. Quý vị chàng được đậu cắt 37 hết được không? 37 là cái này nè. Cái này, cái này nè. Quý vị chàng có hát tiếp. Để lẽ quay sau đây, chàng con có hồi dục. Cái này. Quý vị chàng cô coi ở gì cô chấm hết rồi, bi bây giờ có luôn. Chị ơi đọc số điện thoại trên đơn giùm mình đi, hình như em cho sai số rồi. Trời ơi của Thu Hương kiếm số lỗi, Thu Hương đọc giùm coi sao mà sai số, thì cái số này chính xác thì nhắn lại giùm đi cưng. Số nào chính xác nè, cái này có tay nha, cái nhà coi em coi còn mấy cái có tay và cái không có tay, một cái, hai cái, ba cái. Rồi cái em này là mã 41, đi qua ba máy lấy đi, sao ngồi hoài vậy? bốn mươi mốt nha, rất là đẹp nha cái nhà 41. Ủa sao cái này đẹp dữ vậy? Ủa cái này không phải, em còn hai cái à, cái đó cô mà chị dặn rồi. 41 nha, ai thích thì comment 41 giúp em. Trần Mai Trang, chàng Mai Trang đấy, phải chàng Mai Trang, chàng Mai Trang có to chưa, em quên mất tiêu rồi. Ok này, chốt cho chàng Mai Trang nha. Chàng Mai Trang, Phan, cái nhà Phan comment để em chút xíu, cái người em đang ghi đơn bị đi ra ngoài chút xíu rồi em chốt cho cái nhà nha. Phan, cái nhà Phan comment giúp em nha, tại vì nhiều khi nhảy quá rồi em không có ấy được đó. Để chút xíu lại mẫu tối nha cưng ơi, qua cái này lại mẫu tối liền. Để em kéo chàng Mai Trang lại cái đó. 41 có tay. Ủa cái này tới mấy cái lên còn đây nữa nè. Một cái có tay và một cái không có tay nha. Để em chút xíu nha, Phan thôi comment giùm em nha. Em xong này em qua like qua màu tối liền. Để em chút xíu xong này em like qua màu tối liền cả nhà, để em chút xíu nha. Nè chốt này cho Mai Trang nè. Kéo chỗ Mai Trang xuống rồi kéo từ từ xuống. Trần Mai Trang đúng không? Nè 41 nè. Nè cái này nè. Đang cầm không cái gì vậy? Trần Mai Trang có tay không? Coi thử coi. Đó cái đó luôn đó. Trần Mai Trang có cái là. Trần Mai Trang 41 rồi, Phan đem kéo từ từ xuống. Trần Mai Trang 41 nè. Thủy Võ có số điện thoại chưa? Những Trường có số chưa? Những Trường có rồi, Thủy Võ chưa có. Những Trường có chưa? Những Trường có rồi. Nè Những Trường em coi còn cái còn mấy còn một cái cuối cùng nữa để đi chơi ai trời lời cái vú Nhận Trường. Phan Thị Thu Hương coi kỹ đây số điện thoại coi. Phan Thị Thu Hương là 01. Có giờ chấm hết rồi, có giờ chấm hết. Phan Thị Thu Hương là 01263619427. Cái gì nè, cà phê có bốn mô cà phê có sao, có cà phê chưa? Cà phê có rồi.
Nè cà phê 41 luôn nè. Cà phê 41 luôn. Rồi cái này để hồi like sau đi. Cái này là của cà phê đúng không? Đúng rồi. Có gì chấm hết rồi. Cà phê có rồi. Có gì chấm hết rồi, có rồi. Bây giờ là like rồi, bắt đầu. Màu tối không? Bạn lấy màu tối xuống like nè. Màu tối cho rồi. Em coi cái này có mấy cái. Rồi cái này có dây nha, cái này là có dây nha, hai cái nha, còn hai cái cuối cùng nha. Rồi, 39 luôn. Ai thích comment giúp em 39 luôn. Cũng rực rỡ chứ tối gì đâu. Còn hai cái nha, em chốt cho ai người đầu tiên nha, 39. Chốt cho ai đầu tiên mà comment nhanh mấy em mới chốt được nha. Anh chị Thu Hương có tài lĩnh tìm em giúp một cái nữa. Đợi chút xíu nha cưng. Rồi, cà phê hỏi có tài chị nhé. Ok cà phê, kéo hết đi, cái đó đọc hết rồi, kéo xuống hết luôn đi. Hết rồi đó. 39 Trương Tiết Ngân. Có to chưa? Có rồi. Trương Tiết Ngân 39 nè, còn cái cuối cùng ai comment. Còn một cái cuối cùng 39. Không có dú nó xệ quậy đấy mấy má. 39 em còn cái cuối cùng nha, 39. Ngọc Kim. Ngọc Kim có to chưa? Ngọc Kim nè, có số điện thoại luôn rồi đó. Ngọc Kim đúng không? Kim là dùng Tiết Ngân đi thôi rồi. Tiết Ngân đây. Rồi ok. Ngọc Kim có số thật. Rồi 39 em hết rồi nha. Pha ha, comment nữa nha. Mình lấy thêm một cái màu xanh dưới chăn đòn. Cái màu xanh này hả? Sao tìm đâu ra vậy? Cái này con cái à phải không? Không ai comment nha. Phải này không đâu Tiêu rồi. Em nhận được rồi. Ok cảm ơn Tiêu Nguyễn. Phải không cái gì nào? Phân cao phải không? Cái này không phân cao, phải cái màu xanh này không? Hả? Cái này cũng có một cái duy nhất luôn à. Đang hồi tính mấy cái lẻ này bán sao nè. Phân cao phải thì ok giúp mình chốt cho bạn luôn. Đừng mình qua mẫu cho mấy bạn khác nha. Phải cái này không phân cao ơi. Phân cao ơi, phải cái này không cưng ơi. Không phải. Không phải hay không phải thì hồi kiếm cái khác chứ vậy. Không biết được đâu, kiếm màu xanh đâu có gì như này đâu. Rồi cái này cũng hai không cái này đậm á. Hả? Trong vân nó màu xanh đậm á. Chị lấy cái chị lấy cái đó hả nè. Dập cái này nè. Có cái gì? Rồi cái này là dây bẹt. Đây. Cái màu cũng hơi tối đây. Màu xanh đậm vậy đâu còn cái đâu. Đợi xíu em lại từ từ với giờ chỉ không biết đường nữa. Cái này em muốn có hai cái nha. Rồi cái này là mã 60 cái này hả? Phải cái này không? Phân cao phải thì ok giúp em luôn nha chị ơi. Cái này là phải không ạ? 60. Chị Ngọc Diệp Nguyễn có to chưa? Có rồi. Nè 60 của chị. Ai mà được 5 cái thì em phi ship luôn nha. Còn một cái cuối cùng 60. 60 còn một cái cuối cùng. Ok chị 60 là cái này là chị của chị nè. Em đưa cho chị rồi đó chị Ngọc Diệp. À ok là cái này băng cao nè. Em nói thật với mấy chị luôn. Bây giờ cho em nói cái này 60 của ai đó. Còn cái cuối cùng nha. Em nói thật lòng nha, anh chị nào đang xem trong livestream của em thấy đồ em dở lên như thế này, nhưng mà em xin được phép cam kết và đảm bảo ở ngoài nó sẽ đẹp hơn ở trong livestream. Nguyễn Hải có to chưa? Cái gì? Nguyễn Hải. Nguyễn Hải. Nguyễn Hải chưa có to. Chưa có. Chị Nguyễn Hải chưa có to thì chị để số điện thoại liền giùm em mới chốt được nha chị Nguyễn Hải ơi. Em xin cam kết và đảm bảo anh chị em nào mà mua đồ của em ở ngoài sẽ đẹp hơn trong hình, anh chị sẽ rất là thích. Một cái như thế là 100.000 anh chị. Của ai qua đi? Thế nào? Của Giang Cao gì đó. Giang Cao. Đúng rồi. Chị Nguyễn Hải ơi, chị để lại số điện thoại em chốt từ hai cái nha chị Nguyễn Hải ơi, chị để lại số điện thoại giúp em nha, đừng em chốt về cho chị liền nha. Này cầm chị Nguyễn Hải có lấy không mà, lấy chị để lại số điện thoại giúp em ơi chị ơi. Nè. Để chị Nguyễn Hải đưa chị phải cầm lấy số điện thoại lên gì đấy. Đi
Chị Nguyễn Hải có to rồi. Ủa chị Nguyễn Hải sao số nhiều vậy ạ? Sai số rồi đó. Chị Nguyễn Hải ơi, ship tất cả luôn, mua từ 2 cái, tiền ship đồng giá 30.000, tiền ship đồng giá 30.000 trong vòng 3 ngày đổi lại là có. Một lần nữa có chị Nguyễn Hải, chị comment số điện thoại quá trời ra 13, 14 số, chị ơi lộn số rồi. Và anh chị trên livestream ơi, em bán đồ rất là cực khổ một cái như thế này. Ok chị Nguyễn Hải, em bán đồ rất là cực khổ, anh chị em thấy không? Em nói muốn khan tiếng luôn đồ, em đi lấy cả nguyên ngày trời, em lựa ra được có bao nhiêu đồ nè. Rồi em lên em bán cho anh chị á, thật sự anh chị mua, anh chị xem, anh chị mua, em rất là mừng em và em rất là cảm ơn tất cả anh chị em đã tin tưởng và ủng hộ đồ bên shop của em. Nhưng mà trường hợp thì anh chị em nào thật lòng, thật sự muốn mua thì ủng hộ và ngày mai để lịch, ngày mai em điện thoại nhớ bắt máy giúp em. Còn trường hợp anh chị không bắt máy á, thì anh chị gặp số điện thoại nhớ gọi liền em nha. Thì em rất là cảm ơn nhiều anh chị cứ lên đây cứ đặt hàng cũng như là cái này người kia không có mà mình nhường cho mình cái này rồi cái gì em điện thoại không bắt máy thì tội nghiệp em ha. Rồi cái này em còn hai cái nha, cái này em còn hai cái này cũng da bẹt luôn. Cái này mã số 80. Rồi xong cái này em lay qua màu tối chút xíu 80 nha. Rồi 80. 80. Số gì ra đây, cô kia má đỏ môi hồng, cô đang trong ngóng tôi đây cái kiêu cờ. Chẳng hay cô đợi con gì mà tôi đã thấy cô ngồi không yên. 80 nguyên, 80 nguyên còn hai cái, chị nào lấy, comment giúp em. Thị Hương Ngô có lấy cái nào đâu mà kêu chốt. Chị Hương Ngô có mà. Không, chị Hương không có. 80. Bạn ơi, cái bạn đang mặc chưa nha bạn ơi. 80 có. 80 của anh chị để... Trang nè chị ơi, và tất cả nhắc lại một lần nữa là em chốt đơn từ hai cái nha. Ai mua một cái thì một hồi là em, ai mua một cái thì một hồi là để em chốt thêm cái nữa giúp em nha. Bên kia là một cái không đó hả? Một cái không. Bên đây một cái rất là nhiều anh chị em nào à, rồi còn một cái đó, thì Trương Thiên Ngô gì đó. Ok rồi, còn 80 còn này còn ai lấy không ạ? À? Em dở cho cái nhà xem mà từ trên xuống dưới nè. Thị Hương Ngô. Thị Hương Ngô vậy mình phải lấy cái gì? Lấy cái đâu nè? Thị Hương Ngô ơi, để lại số điện thoại cho mình nha Thị Hương Ngô ơi. Thị Hương Ngô để lại số điện thoại nha. Ai nào một ai mà một cái thì chốt, ai một cái thì gắn mua một cái này em mới chốt đơn nha. Em chốt đơn từ hai cái nha. 80. Bây giờ là bạn cứ comment đi, mình biết cái của mình đang mặc rồi. Thị Hương Ngô ơi, Thị Hương Ngô ơi. Ok. Rồi ok, còn cái này không ai lấy thì nói em qua mẫu đi, rồi em lên màu tối chút xíu, em thấy cái này cũng đẹp mà. Ok ok, Trang thì từ từ nha, Trang không sao. Rồi thôi, coi gì em qua mẫu, kiếm mẫu là tối tối coi. Cái này còn mấy cái, hai cái hả? Cái này đẹp rồi. Này cái nhà. Cái này là hai dây. Hai dây. Em nói rồi là từ 65kg cho xuống mặt vừa nha. Cái này hai dây nha, cái nhà này hai dây nha. Rồi cái này là mã số 42. 42 hai dây nha. Đây. 42, rất là đẹp. Từ trên đến dưới đây, màu tối tối đây. Mấy cái này mấy chị mặc ở ngoài nó không có sợ bị quê đâu, rất là đẹp. Đây cả nhà. Đó có 100.000 cái mua hai cái 200.000 tiền ship có 30.000. Ở đâu mà rẻ bằng như ở đây đó. Mặc nó rất là đẹp. Ngọc Kim đâu có đăng ký đâu cho mình xem mấy cái rồi. Ngọc Kim mình xem mấy cái rồi. Ngọc Kim ơi, nãy giờ bạn đâu có to đâu mà mấy cái. Có to rồi. Ngọc Kim coi, Ngọc Kim coi. Ngọc Kim mấy cái rồi. Ngọc Kim coi có đó. Đây, Ngọc Kim mới có một cái nghe Ngọc Kim ơi. Ngọc Kim mới có một cái nè. Hoa Tion. Hoa Tion có to rồi đó. To rồi. Nè. Hoa Tion với Phương Nguyên nữa. Phương Nguyên có to luôn rồi, 42 luôn đó. Phương Nguyên lâu. Có. Nè. Phương Nguyên với Hoa Tion. Bán đi. Trên đó
Rồi cái này 2 giây luôn nha. 42 em hết rồi nha. Shop ở đâu vậy? Shop ở cái gì nè? Ở quận Nhà Bè nha bạn ơi. Rồi, cái này là hai em còn 2 cái em sẽ chốt cho hai người đầu tiên. Cái này là mã số để em hát, em suy nghĩ ra một bài hát cái đã. Rồi, em sẽ hát một bài hát sẽ lòi ra một con số chơi cho vui vui luôn, mở nhạc luôn coi. Cái gì vậy? Chị cao bao nhiêu thân hả? Rồi tranh thủ comment số giùm mình nha, bây giờ là chuẩn bị nha. Ok, cái sau em sẽ là có tay và cái này em chỉ còn 2 cái và số gì ra, số gì là tông rồi. Rồi, số gì đây, số gì đây, số gì đây, lẹ lẹ lên. Mắt của em biết buồn, biết bán, biết đổ bánh chan, biết chan bánh phèo. Số em nghèo học hành mà cho tốt con số 1. Con số 1 rồi, mã số 1 luôn. Mã số 1 ai thích comment giúp em. Mã số 1 còn 2 cái nha. Mã số 1 đây. Mã số 1 ai lấy comment lên mấy chị ơi. Từ 65kg cho xuống mặt dừa. Em vừa nhận đầm nè đẹp lắm chị nha. Cảm ơn thằng Kim Võ. Rồi con số 1 luôn. Ai kênh comment giúp em. Đăng nhật có to rồi phải không? Nghe đăng nhật kìa. Nghe nghe đó luôn. Bích Thị, Bích Thị hết rồi, cô Bích Thị trước nha, chị Nguyễn Hải ơi, chị đợi cho em xíu nha. Nè, Bích Thị có to mới đó. Rồi ok, rồi em sẽ đọc tiếp nha. Đây cũng còn 2 cái luôn, em chốt cho 2 người comment đầu tiên nha. Số 1 hết rồi, số 1 hết rồi, số 1 hết rồi, bây giờ em sẽ hát tiếp. Số gì ra, số gì ra, số gì đây, số gì đây, số gì đây. Chúc anh đài quá thân là trai, chúc anh đài quá thân là trai. Tự hình dung dáng đi là trai, đài là trai là chúc anh đài con số 2. Con số 2, cái này là dây nha, giống như các em đang mặc nè cả nhà. Con số 2 rồi, ai kênh còn 2 cái em sẽ comment đầu tiên nha, con số 2 nha. Con số 2, còn số 2, còn số 2. Còn có 2 cái thì ai comment trước thì em sẽ chốt cho người đó trước nha. Và nhớ là hello Nguyễn Ly. Con số 2 Nguyễn Ngọc. Chị đó có tội phải không? Cái gì vậy đó? Cái này phải không? Việt Ngọc Nguyễn phải không? Ok chị nha, nhá cái này đi, chị được phiên xếp nha. Rồi số 2, ây dạ, đột đột má ơi. Phương Duyên có chưa? Rồi ok Phương Duyên nè. Ủa cái này cho Phương Sa mà không đưa cho ta nè. Còn cái nữa, trời đất ơi còn cái nữa. Cái số 2 nè. Rồi chúng ta chốt đi. Cái này Phương Duyên đúng không? Rồi. Phương Duyên. Chị Ngọc Nguyễn là em chốt chị rồi. Chị 3 cái, chị Nguyễn Ngọc Diệp 2 cái, em có mấy cái rồi? 1 cái, 2 cái. Có chị 4 cái rồi. Có chị Ngọc Diễm Nguyễn 4 cái rồi chị yêu ơi. Có chị 4 cái rồi. Có chị 4 cái rồi. Nguyễn Hải ha, này có Nguyễn Hải luôn nè. Đưa cho Nguyễn Hải luôn đi, còn cái nha. Rồi cô Nguyễn Hải em chốt rồi cho em lên có tay nha. Cái này cũng còn 2 cái luôn. Còn 2 cái luôn từ từ. Không chơi mà ổn định với em thấy được. Được chưa? Rồi chuẩn bị nha, cái này em còn 2 cái nha. Còn 2 cái đẹp chút xíu, còn 2 cái bây giờ em đang chuẩn bị. Em suy nghĩ con số em kêu. Rồi bắt đầu kêu số. Số gì ra, số gì đây, số gì đây, số gì đây. Tôi bóc con cờ ra là con mấy mì ra. Trong thị Mỹ Châu không còn duyên nợ, vì chàng đã lỡ cướp lấy cái nỏ thằng, làm cho phụ thân bao điều quý khôn. Còn 54, 54 rồi, 54 ai kênh đây. 54, 54 đây, còn 2 cái mã 54 rất là đẹp. Chị Bích Thủy ơi, chị mới có một cái nghe. Chị Bích Thủy ơi, một chút xíu nữa là em sẽ chốt với chị nha. Từ 2 cái nha, chị Bích Thủy ơi. 54, 54 chị Bích Thủy ơi, em chốt đâu từ 2 cái nha chị yêu ơi.
34 nha. Ngọc Kim có to chưa? Nè Ngọc Kim 54, Nguyễn Hải 54 luôn. Nguyễn Hải, tòa chiều Nguyễn Hải 54 rồi hết nha. Cái chiều của Nguyễn Hải đã nào nè. Rồi 54 em sẽ đi. Rồi cái này cũng hai cái luôn, cái này đẹp quá nè. Rồi 54 hết rồi nha. Dạ em không biết đường chứ, em đọc số em không biết đường. Ok ok, cô Bích Thủy lắp đặt thêm. Giờ chị còn nhiều mẫu lắm chị Ngọc Hiệp, chị gắn lượng cái thì chị được phi ship cho chị Ngọc Hiệp ơi, Ngọc Diệp ơi. Giờ em cũng không biết đường em đổi luôn á. Em đọc số cho em quên trên, cái này là còn hai cái. Em dơ lên cho cả nhà em chuẩn bị đọc số nha. Rồi, cái duyên ba sinh cái nợ mà bốn tình. Vì chuyện gia đình mà đi phải xa lang. Lang thiết tha nói ra mà không dám. Nguyên con số 8 rồi, con số 8 ai comment cho em. Còn hai cái, em sẽ tốt cho hai người đầu tiên. Và ai thật tình thật sự muốn mua thì hạ chốt nha cả nhà. Chứ đừng có chờ đây chốt rồi ngày mai em điện không bắt máy tội nghiệp em nha. Cho chị đổi cái xanh lấy cái em đang cầm được không? Chị em không biết trong đây 3-4 cái xanh nè, em không biết cái xanh nào luôn. Chị lấy cái này giùm em nha. Bích Thủy số 8 nè. Để xuống đây đi. Cả nhà cứ đợi tới đây luôn mà em tội nghiệp em nha cả nhà ơi. Trời đầm nào cũng đẹp chứ mình đổi mất công hối tiếc thì các em còn nhiều mẫu lắm. Của chị ấy thì có gì thêm, mình lấy thêm cái để mình được free ship chị yêu. Rồi con số 8, còn ai con số 8 không ạ? Hết nhạc rồi đất ơi. Ok chị. Không có màu đen nhưng mà còn đợi xíu nha. Rồi con số 8 ai kinh con số 8 còn một cái. Đẹp sexy, đẹp mê ly. Rồi số 8 ai thích comment vào số 8 giúp em. Lâu chưa có cái này vậy. Ok lên lỡ có tay. Rồi con số 8 có ai lấy không? Lấy em dục xuống qua mẫu liền nha. Số 8 nha. Chàng hổ có to chưa? Làm gì? Chàng hổ. Chàng hổ số 8 mày để lại số điện thoại giúp em. Chàng hổ ơi, vào hồi mua 1 cái nữa là được 2 cái mới ship cho chàng hổ ơi. Hoàng qua số 8 bao nhiêu tiền? Dạ, cái này đồng giá 100k hết. Còn số 8 đồng giá 100k. Rất đẹp, xinh, rất đẹp. Chàng hổ để lại số điện thoại mới chốt nha. Hát sao mà tuột cái vú luôn em á. Ok chị Thủy Bích, ok chị để em cái con số 8 này có ai lấy không em lên liền nha. Rồi ai không lên đây em thay cái màu mà đen cho cả nhà nha. Em đổi màu để em chút xíu nha. Khi số 8 nó không ai lấy thì em sẽ tay ra nha. Ai? BBJ của em là 3 cái nha cưng ơi. Của em là nãy giờ 3 cái rồi nha. Cái bé gì tên gì? Hi BB chặn ơi, của em là 3 cái nha cưng ơi. Của cưng là 3 cái nha Huy BB ơi, 3 cái nha cưng ơi. 3 cái 300 với tiền ship luôn là 330 ngàn. Mua nhà mặt đi cưng, còn nếu là được thì lựa thêm 2 cái nữa free ship luôn nha. Chứ bây giờ ai mà đổi là em không có biết đường em đổi luôn á. Mà nhiều khi hồi nãy mình nhường cho mình trước rồi, cái mình không lấy rồi tội nghiệp em. Mắt em đổi lại là rất là cực nha cả nhà. Có 100 ngàn đâu có nhiêu tiền đâu. Lấy màu đen, để em sửa cái đó. Màu đen này có tay nha. Màu đen này có tay, em còn 3 cái duy nhất. Ủa coi còn 2 cái có tay và 1 cái dây cột nha. Rồi bắt đầu em sẽ lên mã số cho nha. Số gì đây? Lấy cái này hay chị Kim Liên thôi. Bây giờ comment mã số 9 giùm em nha. Số 9 giùm em nha. Hình này Kim Liên này mã số 9 nha. Nếu mà lấy thì comment số 9 em mới biết đường nha. Kim Liên có coi chưa? Có số điện thoại. Ai mà
chưa có em chốt từ 2 cái. BB chẳng ơi, của em là 3 cái nha cưng ơi. Lấy là cái này phải không ạ? Mã số 9 đúng không chị? Chàng Mai Trang. Chàng Mai Trang có to chưa? Chàng Mai Trang. Còn cái này có dây ai lấy có dây ai? Ok, của chị là cái này hả? Đâu có tiêu fan comment. Còn chính luôn. Đẹp trai là cái này nha chị. Là ai? Hà Tì Ngon số 9, ok ok. Giờ ai cũng lấy chơi game không biết cái này ai comment. Hà Tì Ngon lấy cái này phải không? Cái này mặc phải không? Hà Tì Ngon lấy cái 9 không phải thể trong cái này. Lấy rồi chưa? Chưa, cái này là của mấy trang mấy rồi. Hà Tì Ngon nè. Hatigon lấy rồi nha, Hatigon ơi. Lấy là không có đổi nha. Lấy là không có đổi nha cả nhà tội nghiệp. Còn coi cái này là không có tay mà dây cột, ai lấy? Ai lấy để chị lấy giúp em luôn, em đưa luôn. Giống mà giống nhau nhưng mà khác tay thôi. Chị Thủy Bích nè, có chị Thủy Bích lấy dây cột dây đây nè. Chị Bích nè. Chị Bích đúng không? Chụp cái chát màu hồng mà, chát hồng đó giùm em ơi. Ờ đúng rồi, hai cái luôn, chụp hết lên đây luôn. Cái này là còn 3 mẫu gì, còn 3 cái nha. Để em mặc vô em đưa ra cho cả nhà xem. Cái này đẹp quá. Kéo cho nghe ngắn cho nên là dùng mà đừng. Rồi cái này em còn 3 cái nha. Rồi mã số 90 còn 3 cái cột dây như thế này. Cho nè em, cho cái nhà coi vàng nè. 90, vàng này nha, 90. Bởi vì bị chặn cũng 2 cái hoài vậy. 2 cái rồi bỏ đại ra cho em cái như BB chặn thôi. Chứ giờ em lấy rồi bị em kia bỏ ra nó rất là cực luôn đó em, nói thiệt á. Rồi cái này là mã số 90 nha. Lấy đại cho BB chặn cái đi. Tại vì em lấy 3 cái thì bên đây chốt 3 cái cho em chưa lấy ăn cái hồi em đổi là không biết đường chốt luôn á. Rồi cái này là mã 90 nha cả nhà. Đây em coi cho cái này coi gần chặn nha. Thái Thủy 90 ok. Thái Thủy để số điện thoại. Thái Thủy chưa có số điện thoại nha. Thái Thủy hãy comment số điện thoại giúp mình nha. Ok cưng. Ok nào bỏ cái này. Ok nha cưng ơi. Bỏ cái nào ạ? Rồi okay, bỏ cái đó đi cho bé đi. Thái Thủy, cho em chốt từ 2 cái nha, có gì ai lấy thì Dung Dung 90. Dập dịch thì mai lấy dụng cái nha. Dung Dung nè. Dung Dung nè, với bé kia là lấy luôn nè, còn cái cuối cùng ai lấy thì em lọt coi luôn. Còn số 9 còn cái cuối cùng. Đây. Nè cả nhà. Em gần cho cả nhà xem luôn đó, đó. Những cái bông rất là đẹp. Đây. Đi mà sao không mua nè, ở trong nó có một lớp đó nè. Thái Thủy với Dung Dung lấy thêm cái nữa đi. Và tất cả các anh chị em ai mua trên đây là từ 2 cái mới chốt đơn nha. 2 cái em chốt từ 2 cái vậy cả nhà. Ok ok BB chàng. Em chốt đơn từ 2 cái nha. Ai lựa một cái thì đợi giúp chí lựa giúp em cái nữa. Ai cũng giành giật hết trơn á. Rồi mai em điện thoại bắt máy thì em buồn luôn á. Em bán cái gì hết là em đi lấy đồ nắng nôi đen đúa. Em rất là mệt. Em không có quan trọng cái mệt, quan trọng khách hàng mua ủng hộ em là em vui rồi, mà đặc biệt là phải mua ủng hộ thật lòng nha cả nhà. Rồi còn số 9 ai lấy không, mà không lấy em sẽ qua mẫu. Nè cái này đẹp là mê ly luôn nè. Cái này có dây không? Cái này hay là dây bẹt? 2 tỷ 2 cái 90. Thái Thủy hả? Ừ. Lấy một cái rồi còn cái 90 nó đưa luôn. Với cái bạc kia này, với cái đó không? Cái này không, cái này 90 này của... Thì dồn luôn em, một cái này để cho người ta. Thái Thủy lấy hai cái giống nhau không Thái Thủy ơi? Hai cái 90 giống nhau á. Ok Thái Thủy. Ok GBB chẳng có địa chỉ luôn.
Hồi nãy giờ ai chưa comment địa chỉ, ai khách hàng của em nó chưa comment địa chỉ, cả nhà comment địa chỉ giúp em luôn đi nha. Không, hai cái này đẹp, bé lấy được, ok lắm. Rồi em sẽ lên mẫu nè. Dạ đúng rồi. Thái Thủy là ai nữa vậy? Cái em cầm đó. Thái Thủy là cái này nè. Thái Thủy là lấy cái này nè. Thái Thủy là lấy hai cái giống nhau không Thái Thủy ơi? Nè cầm cái này nè, hỏi cho bạn Thái Thủy lấy hai cái giống vậy không? Thái Thủy phải lấy hai cái giống này không à? Một cái cầm mà một cái 90 đây nè, cái cầm là cái này nè. Rồi lấy cái kia bỏ qua cho bạn kia. Cái lộn của người ta đó. Nè nó nghe nè. Để em chút xíu nha. Gạch xuống nè. Không, em kia gạch cái này ra nè, nó đang lộn lộn sao nó không gặp à? Thì cái này em còn hai, phải còn mấy cái, còn hai cái nha. Ok chị, em đã lấy cái này với cái nãy cho chị đó, hai cái đó, hai cái khác nhau. Cả nhà để em nói mã số, cả nhà hãy comment chứ, cả nhà mà comment rồi em không biết là cái nào với cái nào hết trơn á. Cái này còn, mỗi chị thấy thì cái này luôn chưa rồi. Cái này còn ba cái là, còn ba cái nha, cái màn này mã số 25 nha. 25 nha cả nhà, mình có thể mặc như thế này. Mình có thể mặc lên như thế này nha. Mình mặc lên như thế này, rồi mình cũng có thể bẹt lên như thế này, là tùy tùy mình thích. Đó, ai thích sexy xí thì mặc như thế này. Nó các bạn comment địa chỉ luôn đi. Rồi hồi nãy giờ ai chưa có thì comment địa chỉ giúp em luôn nha. Bùi Thanh Hà. Rồi 25 của Bùi Thanh Hà. Mô phạt ai đó? Dạ. Cái chéo là cái nào? Vô mà là ai biết đâu. Cái nào? Lấy đi. Cái đó đó, cái này là phải không? Cái này nè. Cái một phải không? Dạ. Rồi cái đó. Cái này tôi bán được tiền luôn rồi nha. Hùng Trang có to chưa? Gì? Hùng Trang có to chưa? Hùng Trang có rồi. Hùng Trang này, có Hùng Trang này rồi. Em còn cái duy nhất ai comment 25 lấy được giùm em luôn Hùng Trang. Bỏ nó đi. Cái Lan Thanh gọi mã 25 luôn. Gì Nguyễn Tiến Thành, Nguyễn Tiến Thành trước nha. Nguyễn Tiến Thành trước là của Lan Thanh hết rồi, Nguyễn Tiến Thành comment trước. Rồi ok. Cái mẫu này đẹp mê ly luôn mà sao mai lấy tôi mặc cho coi nè, mặc lại nè. Đâu cái nào của Nguyễn Tiến Thành đâu. Nè từ từ. Cái này nãy giờ có ai còn một cái rồi là, ở đây nãy giờ ai còn một to là áo lộ. Gì? Nè Nguyễn Tiến Thành kìa. Lên Nguyễn 25 hết rồi phải không? Hết rồi nha cả nhà, em còn đây, cái này là còn điểm để pha em mặc vô cái đó. Cái này đẹp mà sao khách không chịu nè. Nghe Diễm Hương 25. 25 hết rồi. Hết rồi, em đừng có đọc nữa. Cái này hết là em thay đồ rồi. Một cái, hai cái, ba cái. Diễm Hương hết rồi, Diễm Hương là ba cái nha, cái này không đẹp không ăn tiền nè. Nè. Nè nhìn đi. 43. Còn ba cái nha, chốt cho ba người comment đầu tiên 43. 43 nha, đây 43. Giống như em đang mặc, mình có thể mặc xích lên như thế này và mình có thể mặc cái như thế này. Cái này có tay nha anh chị. Rồi 43 nha. Đây, đẹp cực kỳ. Na na na. Na na na. Tìm màu xanh hay màu đen coi. Ok, cái xem đi, tìm màu xanh hay màu đen coi. Mèo con, mèo con đây. Mèo con có to này nè. Mèo anh Trương có to luôn chưa? Hả? Mèo con nè, rồi mèo anh Trương có to chưa? Tên gì? Mai anh Trương. Anh Mai Trương. Anh Mai Trương chưa có to. Có số điện thoại thì lấy đi luôn nè. Ok anh Mai Trương nha, em cho chốt cái này cho anh. Rồi còn ai mà nãy giờ mua một cái thì để em lên nữa nha. Còn một cái cuối cùng nha cả nhà. Một cái cuối cùng 43. Cầm lên thì nó đẹp. Sáu 4kg dừa, cái này từ 65kg cho xuống là mặt dừa nha. 64kg dừa nha. Dừa rất là dừa luôn. Em sẽ quay một vòng cho cả nhà xem.
Nam. Rồi em sẽ lên mẫu khác từ từ. Rồi đỏ có tai luôn nha. 43 Diễm Hồng có to rồi đúng không? Tại em lột cái này cho Diễm Hồng luôn cái đã. Tại em chút xíu nha, em lên mẫu tiếp. Dùm lấy cái màu xanh dùm mà dứt giùm em ơi. Rồi bỏ vô cho Diễm Hồng đi. Màu xanh nè. Màu xanh dưới này nè, em đi lại em đang cởi đồ không phải lột đi lại được. Ở dưới luôn, ở dưới miếng này em kìa, ờ đúng rồi. Cái này em mặc thôi chứ chưa em không có lên số nha, đừng. Cái này em mặc thôi nha, em mới lên mẫu chứ giờ em lên mẫu em mặc cái mặt vô em mệt lắm. Rồi một lần nữa anh chị nào thương em, ủng hộ cho em thì nhớ là giữ máy bắt máy giúp em nha. Tại cái trường hợp anh chị không bắt máy á thì em sẽ rất là mất thời gian. Rồi anh chị nào hồi nãy giờ chưa có comment địa chỉ giúp em đi ạ. Rồi 48, cái mẫu em đang cầm trên tay là 48 nha. Có tay giống như em đang mặc, 48. 48. Rồi Hồng Trang, nay số 22-25. Hồng Trang có to đẹp không? Rồi, Hồng Trang 2 cái rồi đó. Đúng rồi đó. Ok Hồng Trang. Em chốt từ hai cái đi anh chị em nào là comment địa chỉ giúp em luôn nha. Đây cảm ơn Tiên Nguyễn. 48 là cái mẫu em đang cầm nha, 48 nha. 48 màu xanh em đang mặc, màu xanh em đang mặc thì em chốt cho chị chứ 48 là cái mẫu này nha, 48 là mẫu này. Chị Trang ơi, của chị kia lấy trước rồi. Màu này là 48 nha, màu đỏ của chị Trang lấy trước rồi nha. Chị Nguyễn Hiệp ơi, để xíu đây em sẽ lên màu xanh nữa. Em sẽ lên màu xanh khác em mặc. 48 là Trang Giang Phương. Màu xanh em mặc nhé. Chị Trang đã có to rồi đó. Có rồi. Chị Nguyễn Hải là 48 nè, Nguyễn Hải nè. Nguyễn Hải đúng không? Còn cái chị Trang là cái em đang mặc nè. Rồi để em chút xíu nha. Tại cái màu xanh này có 1 cái một à. Của chị Trang nè. Còn 48 này có ai lấy nữa không? Em đang Trang Giang Phương đúng không? Hả? Trang Giang Phương. Thì chiếc Trang đầu tiên đó. Chào chị Ngọc Hiệp ơi, chị không có rồi. Cái màu xanh đó em có một cái, chị Trang lấy trước rồi nha chị. Em sẽ lên cái màu xanh kế tiếp nữa, màu xanh khác. Giờ còn cái 48 này có ai lấy không? Comment giúp cho em. Để em mặc vô, thôi em mặc vô đi. Ai lấy thì em đưa. Chứ giờ hôm nay em mới chặn em ra. Hao có chị Trang trước. Rồi chị Nguyên Hải 4 cái rồi phải không? Coi lại coi. Cả nhà thông cảm đi, điện thoại của em là điện thoại máy chủ chứ là nội trước thì ai bán ai mà. Đúng rồi chị Nguyễn Hải ơi, em á khách nào em cũng nhiệt tình hết trơn á, nhưng mà cả nhà là bên em chốt trước, em không có thiên vị khách nào hết trơn á, thì cái này không được thì mình nè cái xanh lên tiếp nè, nè lên cái xanh tiếp nè, còn đẹp hơn không chừng đẹp hơn cái đó nữa nè, rồi đó 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 chịu chưa nè, 49 nè, đó trước và sau nè, 49 nè, dây cột nè, 49 nè, đẹp mê lị luôn nè. Cái này nè mặc lên là đẹp cực kỳ nha, 49 nha cả nhà. Đó. Còn hai cái nha. Ai comment đầu tiên, hai người đầu tiên là em chốt cho hai người đầu tiên nha, 49. Rồi, Nguyễn Hải cho địa chỉ đi. Rồi mua hết về ôm ngủ luôn, đẹp quá. Chị Nguyễn Hải ơi cho địa chỉ giùm em đi chị Nguyễn Hải. Em chốt luôn. Em chốt cho chị luôn. Bốn cái mua thêm thì tặng 49, chị mua thêm một cái đi chị Nguyễn Hải ơi, mua thêm một cái là được free ship không tính tiền thiếp đó, cũng như 5 cái 500 là chị lấy chẳng luôn đó, không có tính tiền ship đó. Rồi 49 một dịp mà chị thích mệt chứ không thích nhanh. Ờ vậy hai chị rồi, ok từ từ em sẽ lên màu khác nữa. Rồi 49 nha. Chị Trang mấy cái rồi? Cái gì Trang? Chị Trang đầu tiên đó, Trang gì lắm lắm. Sao đặt cho em? Hai cái. Mấy cái rồi? Hai cái. Rồi có bạn gì 49, Nga Thu có to chưa? Nga Thu chưa. Nga Thu chưa có to thì để lại số điện thoại là Nga Thu ơi. Mà chốt từ hai cái nha cưng. Trang Giang Phương hai cái.
cái này đẹp, em mặc thử cho coi luôn nè, chồng cái luôn. Sao mà không mua được đó? Nó đang cho Phương cho địa chỉ luôn đi. Chị Trang cho em địa chỉ luôn nha chị Trang. Trời ơi, chồng gì kỳ vậy? Em chồng này vô nhìn không được. Nga Thu có lấy không? Lấy thì cầm em giúp nhanh nhanh đi Nga Thu ơi. Rồi 48 thôi, về mấy màu xanh khác. Đây này còn hai trái. Nguyễn Hải nói nó có địa chỉ không đủ mua thu gà. Rồi chị Trang, chị Trang cho số rồi chị cho địa chỉ rồi. Ok chị Trang. Nga Phạm 49, điện thoại kết. Nga Phạm đưa đây 49 đây. Nga Phạm nè, chị Nga Phạm nè. Có to chưa? Chưa, bây giờ ghi nè. Đó. Rồi 49 còn ai lấy không à? Em lên mẫu màu xanh tiếp này, dây bẹt này chị Nguyễn Hải ơi, dây bẹt. Đây. Bẹt dây đây. Cái này là 53. Mã này là 53 nha. 53. Ơi. Xanh nào? Xanh này hả? Xanh này nè. Em vừa buông xuống luôn đó. Dạ em bán 100.000 nữa đó, em kiếm tiền dữ lắm. Phương Cao với Trang, Trang 53. 53. Ủa. Phương Cao là có. Ủa. Anh Mai Trương là có to rồi phải không? Anh Mai Trương. Em nếu có to rồi đó. Anh Mai Trương phải không? Anh Mai Trương nè, phan đợi em chút xíu em còn cái này nữa. Anh Mai Trương trước nè, Phương Cao nè. Nè Phương Cao có to rồi nè. Phương Phương Cao nè. Anh Mai Trương hồi nãy em nhớ là có nha. Mai Anh Trương. Anh Mai Trương đó. Mai Anh Trương mà đọc. Anh Mai Trương. Đâu cái nick người ta vậy thì đọc vậy chứ là sao? Anh Mai Trương người ta để câu số điện thoại cho nó. Anh Mai Trương. Với cái bạn nào quý thị á, cái bạn này có kêu nha, với cái bạn gì á, Phạm Cao. Rồi đầm có tay hả? Rồi cái đầm có tay Phương Cao 53 hết rồi Ngọc Anh ơi. 53 này là của Phương Cao đúng không? Phương Cao. Rồi ai một to, ai một to thì lấy giùm em nha. Phương Cao có to chưa? Chưa có gì đó. Phương Cao có to rồi. Có to rồi hả? Rồi 57. 57 có tay. Hello Kiều Kỳ. Phương Cao chưa có to. Phương Cao chưa có to thì ghi cho Phương Cao. Phương Cao còn nữa không hay là chốt cho Phương Cao còn đó Phương Cao ơi. Phương Cao 57 luôn nè. Phải Phương Cao không? Thế là Phương Cao luôn phải không? Phương Cao có đó không? 57 là cái này của Phương Cao này là Phương. Rồi Phương Cao được hai trái nha Phương Cao. Trời 57 này còn ai lấy không ạ? À? Anh Mai Trương nè. Thì chị Nguyễn Hải không kịp bà, anh Mai Trương có rồi. Anh Mai Trương có anh Mai Trương nè. Có anh Mai Trương cái này nữa nè. Không kịp bà chị Nguyễn Hải ơi. Em sẽ lên đầm mà. Ủa? Đâu giờ thấy cái đó cái gì vậy? Có phải cái này không? Anh Mai Trương. Không phải rồi. Phải. Cái này em còn có một cái nè, ai lấy giùm em nè. Phải em ra mấy cái hai cái trước đi. Nó mất tiêu rồi trời. Tùm lum mới chơi vậy, không biết em ra cái nào luôn. Rồi có ai lấy cái này, em còn có một cái duy nhất luôn nha. Chị lấy cái đầm em đang mặc. Nga Thu. Chị Nga Thu có to chưa? Có rồi. Ok chị Nga Thu em lấy cái này cho chị nha. Phan nghe cái nhà. Em lột đồ cái đó. Chị Nguyễn Hải ơi 57 hết trơn rồi chị yêu ơi. Nè chị Nga Thu nè. 57 hết trơn rồi. Nga Phạm. Nghe gì đó? Nga Phạm. Nga Thu mà. Chị Nga Thu để lại số điện thoại giùm em chị ơi. Ủa hình Kim Liên số điện thoại là sao?
giờ đổi em cũng không biết đường luôn, em nói thiệt á. Tại vì đầm nào cũng đẹp hết trơn á, mình mua ở ngoài đi mình thấy rất là thích. Chứ nhiều khi đổi thì nó lộn xộn, giống như hồi nãy em thì mua thêm cái nữa, hồi nãy giống như là Thanh Đòn, giống như là mình nhường cho bạn rồi, chứ bắt đầu không chị? Nghe Thu gắn mua cái đi giúp mình nha. Mình chốt mỗi người 2k, mọi từ đơn từ 2 cái nha. Tiền ship có 30 ngàn nè. Ở dưới đất mà cái nào nè, Nguyễn Hải ơi. Cái này còn con cái duy nhất. Ai thích thì nó lấy cái em đang mặc. Cái này có bạc dai hay gì nè. Anh Mai Trương lấy cái em đang mặc rồi, cái anh Mai Trương. Để từ em phải lột ra cái này của anh Mai Trương nhớ nha. Rồi, cái này là mã số 63. Còn hai cái 63. Mà anh Mai Trương lấy trước rồi, còn con cái một duy nhất à anh. Đúng không? Còn con cái một, còn cái một anh Mai Trương lấy trước rồi. Cái nào mặc kia cũng đẹp tại mình không mặc nên mặc vô nè. Dạ. 63 cái em đang cầm là 63. Hơi khó quá. Bạch Thu, Bùi Thu Hà có chưa? Bùi Thanh Hà có chưa? Bùi Thanh Hà 63 nè. Còn cái nha. Còn cái cuối cùng. Cái này là của anh Mai Trương rồi nha cả nhà. Ai comment trước thì em chốt trước chứ còn yên tâm đi, mình mua không được cái này thì mình mua cái sau à. Không có gì trơn á. 5 cái 500 ngàn free ship. Thằng đây lột rồi. Còn cái 63 nữa ai lấy thì comment em lột đồ với cái đó. À lấy thì comment 63 giúp em nha. Giấy cái gì nó kêu gì Hàn Quốc đem quên tên luôn rồi thông cảm. Bùi Thanh Hà lấy 63 rồi. Mà cái này của ai? Bùi Thanh Mai Trương đúng không? Ờ. Bùi Thanh Hà 63 đưa rồi chưa? Ừ, mới đưa rồi chốt chưa? Cái này cũng còn có con cái ai lấy thì nó để lấy cái em đang mặc chứ vậy mà em. Sáu ba Nguyễn Tiến Thành đó tiêu rồi. Nguyễn Tiến Thành có rồi. Cái này là không? Đúng rồi. Ok Nguyễn Tiến Thành nha. Rồi cái này là 67, cái này là dây cột. 67 rất là đẹp. Đây, từ nó có ngắn nè cả nhà. 67 ở dưới này thì như thế này nha, còn hai màu. Cảm ơn mắt khiếp. Lấy cái nằm ở dưới đất nhiều màu cho chị xem. Nhìn cái nào nó cũng nhiều màu. Cái nào cũng nhiều màu hết trơn á. Ủa mấy thì em nói mã số mấy em quên rồi, nhớ không? Cái gì? Cái này nè. Nhớ tiếp liền. Thôi đọc lại mã số nha, mã số 63. Chắc hình như 63 hay gì đó. 63 nha. 63. Ai thích cái mỏ em đang lấy thì nó là lấy mỏ em đang lấy em đang mặc nha. Cái này mặc còn có con cái à. 63 còn 2 cái. Chỉ 3 cái rồi hay Nguyễn Tiến Thành có mấy cái rồi? Nguyễn Tiến Thành 3 cái. Đúng rồi, Nguyễn Tiến Thành 3 cái đúng rồi. Màu đậm ha. Cái màu này quá. Thôi cái này 63 không ai lấy em bỏ qua nè. Cái này còn cái duy nhất nè, 65. Một cái duy nhất nha, cục dây luôn. Cái này có một cái duy nhất nha, ai comment trước em đưa trước nha. Comment trước em đưa trước này, nhiều màu nè, em không biết phải không à. Tại này còn có một cái à. 65 nha. Rồi cái này đúng tại... rồi, anh Mai Trương đúng rồi. Cái này phải không em chờ đưa cho anh Mai Trương cái này.
Cái này còn hai cái nè, cái này đẹp nè. Cái này cái cục dây bạn gái có tai. Ai lấy cục dây thì để thôi giờ comment nè, em cho coi cái. Ok ok chị anh may chưa? Rồi cái này là mã số 69. Nè cả nhà nhìn cái khung cảnh ở dưới này cả nhà thấy là mê ly không? Cái này là có tai nha. Ai lấy có tai thì để lấy có tai, ai lấy cục dây để là lấy cục dây nha. Cục dây là cái này, cũng giống nhau nhưng mà cái này là cục dây và cái này là có tai, cái này là cục dây. Ở đây là có tai nè. Đây. Anh Mai Trương lấy thêm cái này nữa phố anh Mai Trương. Thanh Hương cho chị đi là cái nào? Em nói mã số sao cả nhà không comment, đây là 69 nè. Anh Mai Trương có tai nè. Anh Mai Trương có mấy cái rồi? Chị anh Mai Trương á. Chị đi điện thoại. Mai Trương nhiều lắm. 1 2 3 4 5 cái. 5 cái với cái đó là sao? Chị anh Mai Trương ơi, có chị 6 cái nha chị anh Mai Trương ơi. 69 là em còn con cái này nha, cái này ai lấy em cầm đây 69 này nè. 69 có tai hết rồi. Còn cái cục dây ai lấy để nó lấy giùm em luôn đi, bây giờ ai comment lại từ đầu nè. 69 thì cục dây ai lấy nó lấy giùm em luôn nha. Nó cũng giống như nha, nhưng mà cái cục dây cái có tai thôi mà cục dây nó cũng rất là đẹp. Yên tâm đấy mấy chị. Ok chị em Mai Trương 6 cái rồi đó. Chị gắng lấy 1 cái đi, em tặng cho chị 1 cái luôn. Dùng 69 có tai nha. Ồ qua tự không được. Tặng cái là lỗ chết. Cái lỡ nói với chị anh Mai Trương, nếu mà chị anh Mai Trương lấy 1 cái nữa, ai vô 7 cái em tặng cái. Chơi lắm. 7 cái tặng cái còn lại không trời. 7 cái là vốn 85. Chạy đi. Hả? Còn lại không? Dễ thương Út là có to chưa? Dễ thương Út chưa? Dễ thương Út chưa có to thì comment lại số điện thoại. Chị gần nhà xa má. Ủa gì hả chị? Anh nhà bất cảm đó không? Nhưng Nguyễn có to chưa? Tên gì? 6 cái tặng 1 cái. Số lộn. 6 cái tặng phải không? Nhưng Nguyễn chưa có to luôn. Có 1 cái đó ở dưới. Đó anh ơi. Là cái nào? Còn 1 cái đỏ ở dưới. Đó anh ơi. Cái đỏ kìa. Chắc cái đó đấy. Đó. Cái này là mẫu khác, cái này là bẹt dây. Ủa cái này là có dây. Nè. Ai thích cái này thì để là comment số 72 giúp em, 72 nha, 72 giúp em nha, 72. 7 cái mới tặng được chưa, tại cái này em lệnh cái 15.000 à. Dễ thương Út nè, cho số điện thoại ái rồi nè. Dễ thương Út nè, cái có dễ thương Út nè. Ủa dễ thương Út nè, lấy cái nào quên mất tiêu để coi lại coi. Dễ thương Út. Dạ đúng rồi, dễ thương Út lấy cái này đúng rồi nè. Dễ thương Út ơi, gán một cái giúp chị nha cưng ơi. Chốt từ 2 cái nha, dễ thương Út ơi. 2 cái 200.000 à. Thanh mình lấy cái bạn đang mặc. Ok, mình lấy cái bạn đang mặc của Nhung Nguyễn có to chưa? Ừ. Nhung Nguyễn comment số điện thoại liền mình mới chốt nha Nhung Nguyễn ơi. Lấy có cái 2 cái nha. Thí vỏ 72 nè. Thí vỏ có to rồi đó. Chị gì đó, chị gì đó, 7 cái em mới tặng được chia, giờ em tính ra 6 cái. Tại vì 6 cái em tặng 1 cái mà tiền ship nữa, em tính cái nữa là em không có lời. Cho nên chị gắn lấy 1 cái giùm em nghe, 7 cái thành 8 cái nha. Cái này tên gì? Thủy vỏ hả? Thủy vỏ gì đó, có to rồi. Có, là thủy vỏ là nhớ có mẹ. Có, nhà nãy đây này. Thủy vỏ ơi, nãy giờ có to, chưa có to gì cho số điện thoại thủy vỏ ơi. Ok, Nhung Nguyễn lấy cái này nè, mỗi người 2 cái vậy cả nhà. Là chốt cho Nhung Nguyễn cái đăng mặt nè. Thủy vỏ chưa có số điện thoại gì để đây giùm em. Thủy vỏ cái đó, ủa lộn cái gì? Cái đó có Nhung Nguyễn nha. Nhung Nguyễn cho số điện thoại chưa? Nhung Nguyễn số điện thoại đó. Anh Mai Trương, chị anh Mai Trương gì đó, chị gắn lấy giùm em cái đi. Từ từ em lên, còn có mấy mẫu cái gì chưa lên nè. Mấy cái em mặc mà chỉ còn 1 cái, mấy cái em mặc mà chỉ còn 1 cái duy nhất. Mà ai thật lòng thật tình lấy thì lấy giúp em nha, chứ đừng có mà lấy đã đời rồi mà em điện không bắt máy, không ấy là tội nghiệp em nha. Em buôn bán khổ, em nhờ anh chị thương, anh chị ủng hộ em, mà nhiều anh chị cứ đặt rồi cứ không nhận thì tội nghiệp em lắm. Có rồi chị, có rồi mà, coi lại coi.
có rồi. Thủy bỏ. Thì đó còn một cái này đâu thấy thủy bỏ. Còn từ nó thấy nó bày quay lên hết rồi đó. Nó quay cái bảng diện lên hết trên. Rồi cái thủy bỏ cũng mới có một cái thôi vậy. Thủy bỏ để lấy số điện thoại kìa. Ừ, được. Là cái đó có thủy bỏ đó. Đây. Về thủy bỏ đi, bỏ đi rồi. Thủy bỏ đi. Thì bỏ một cái nữa đi. Rồi bỏ em chốt bỏ thì hai cái nha. Hồi nãy ai cái thì thua thêm cái. Thì bỏ mới có một cái mới lấy nha em. Đây cái này em đang mặc và mã mã này lấy quên rồi. 91. Thôi đừng đọc mã. Cái gì? Cái mẫu em đang mặc nha. Dễ thương út. Cái nâu em đang mặc. Cái nâu ok dễ thương út. Rồi em lột có dễ thương út. Dễ thương út có to vậy không? Rồi ai chưa có để địa chỉ, để địa chỉ giùm em anh chị ơi. Anh Mai Trương còn đó không ạ? À? Anh Mai Trương ơi còn đó không ạ? À? Chị anh Mai Trương. Nè các bạn gì nè. Đấy chưa. Cái này em mặc là còn một cái một nha. Em coi cái này còn một cái. Dùng cái màu đỏ này giùm đi. Dùng cái màu đỏ này giùm. Mày để dưới đây nè. Cái này là dễ thương út đúng không? Đúng rồi, dễ thương út gì đó. Là bạn có to rồi đó. Bỏ cái màu nâu như vậy thương út vô đi. Anh Võ nói chị đây kìa. Chị anh Võ gác lượng cái đi em tặng chuyện cái free ship luôn. Tại vì cái này em lời có 15.000, chưa tới 15.000 cái nữa. Không tới 15.000 cái nữa cho nên là em tặng gì không, em không có lời. Tại vì tiền ship chị cũng biết là 4. Nếu mà 4-5 cái thì cũng 40-50.000 tiền ship rồi. Nhưng mà em không tính tiền ship luôn. Còn ai mua từ 2 cái thì 30.000 tiền ship. Là cái này đẹp nè. Cái này còn 3 cái cục dây. Cái này đẹp nè. Cái này anh chị mặc rồi lên là sáng da lắm nè. Cho chị cái đó. Nguyễn Hải. Là cái này hay chị Nguyễn Hải? Cái này phải không? Phải này là chưa ok dùm em nha. Cái đỏ anh đang mặc. Ok Nguyễn Hải nha. Rồi chốt cho Nguyễn Hải cái này. Nguyễn Hải có mấy cái rồi? Nguyễn Hải cái đó kìa. Nè, dục ngay luôn đó. Đây dục đồ lấy cái mặt cái thôi. Chị Nguyễn Hải như nhiều rồi đó. Nguyễn Hải đếm mấy cái của chị Nguyễn Hải rồi. 1, 2, 3, 5 cái. 4. Chị Nguyễn Hải 5 cái nghe chị Nguyễn Hải ơi. Gác thêm 200 ngàn nữa em tặng vô 1 cái luôn. Tại vì ví dụ như em bán gì thì em chỉ lời 1 cái lời 20-30 ngàn cũng được. Kệ. Chị em buôn bán mình làm quen vui vẻ với nhau. Về mặc đồ đẹp thì sau này cũng lên. Cho địa chỉ đi. Chị Nguyễn Hải có địa chỉ chưa? Nhớ có hay gì đó nha. Nguyễn Hải ơi cho em địa chỉ cho nghe Nguyễn Hải ơi. 5 cái dán lựa thêm 2 cái cho đi Nguyễn Hải ơi, được tặng thêm 1 cái rồi free ship luôn. Cái này là không phải là em ép, lúc này em bán khách hàng cũng có lợi nhuận hết trơn á. Hỏi em là cũng còn 1 cái luôn à. Không mà mấy cái này ngoài em cặn cho tới nhà xem nè. Đẹp không đó? Ở gần nó rất là đẹp, ở ngoài đó, ở ngoài đây gan gì luôn nè nha. Ở ngoài đây gan gì luôn nè. Bốn cái trả lời một cái là biết cái nào Nguyễn Hải. Năm cái thì 500.000 phi ship mà đâu có gì đâu. Chứ bốn giờ bây giờ nếu mà bạn lấy bốn cái thì mình lấy đại ra một cái nha. Rồi anh chị nào á là lấy liền có đổi giúp em. Tại vì một khi anh chị đổi á là nhiều khi ví dụ cái nãy cái người kia không có cái anh chị lấy em nhường trước rồi cái giờ em bỏ ra đó, rồi cái giờ em phải bán lại cái lẻ thì nó rất là lâu. Nguyễn Hải bỏ ra một cái. Bỏ ra cái đi. Ok chị Nguyễn Hải bỏ ra cái bỏ đại cho chị nha. Lấy chị. Chị ơi, cái em đang mặc còn có một cái là chị Thanh Hương. Thanh Hương có to chưa? Nguyễn Hải bỏ ra cái. Thanh Hương có to chưa? Thanh Hương nè. Thanh Hương thì chưa có to. Thanh Hương để số điện thoại kìa. Chị Thanh Hương là lấy cái em đang mặc không chị Thanh Hương ơi? Còn rất là nhiều. Còn rất là nhiều nha Nhung Nguyễn ơi. Thanh Hương chưa có to. Ok lấy cho chị Thanh Hương cái này nha. Phải chị Thanh Hương ok cái thì em mới lấy được. Cái em đang mặc chị nhé em Nguyễn Tiến Thành. Trả lại cái đỏ là được. Ok Nguyễn Hải. Ok. Rồi trả lại cái đỏ hả? Nguyễn Tiến Thành lấy cái em đang mặc á. Phan cái chị kia lấy trước kìa. Nếu mà chị kia chưa không lên tiếng thì em đi chị này. Ok. Ok có chị Thanh Hương trước rồi chị ơi. Chị Nguyễn Tiến Thành ơi. Hai cái em đang mặc nha. Tiền đọc rồi men thì ngọt ngào hết trời. Chị nói chị kéo hết xong đi bỏ hết đi đừng có đọc.
bỏ hết luôn, kéo hết đi. Ok, cô chị 4 cái thôi. Cái này là của chị gì? Số điện thoại nãy là chị Thanh Hương á. Thanh Hương nè. Thanh Hương lấy cái đăng mặt nè. Rồi em nãy giờ ai một cái thì em đâu, em. Ai một cái thì khác lựa em giúp cái nữa nha cả nhà. Ai một cái thì lựa giúp em cái nữa nha. Em lên mẫu từ từ. Cái này đẹp em mặc vô, cái này còn 2 cái, 3 cái. Cái này 3 cái để mặc cho cái này đi. Ok chị Nguyễn Hải, ok chị. Rồi cái này là mã 73. Nha, cái này là cột dây. Rồi 73, em còn 3 cái, ai thích comment giúp em. 73, em đang mặc. Em đang mặc là 73 nha. Thùy Linh hôm nay giao hàng sao không thấy vị trí. Thùy Linh ha, giờ nói cô tắt ngang không nhớ luôn nè Thùy Linh. Hôm nay không có thì chắc là mê đó cưng. Thanh kêu em chỉ hết tiền rồi. Thanh Hương. Nè có chị Thanh Hương nè. Chị Thanh Hương 2 cái đủ đơn. Nếu mà chị mua thêm thì được 4 cái thì em free ship nha. Chị Thanh Hương cho em địa chỉ, chị Thanh Hương ơi, cái này từ 65 ký cho số mặt vừa nha. Chị Thanh Hương ơi, cho em địa chỉ luôn đi chị Thanh Hương ơi. 2 cái là 200 tiền ship, 30 ngàn rất rẻ. Giờ cái màu đợi chút xíu đi lên từ từ cả nhà chứ giờ em tội nghiệp em đây. Lấy cái màu trắng dưới đất cho Thảo con. Nguyễn Tiến Thành. Chị Nguyễn Tiến Thành có to chưa? Rồi. Nè Nguyễn Tiến Thành nè. Rồi em còn cái cuối cùng. Có mã nào giống hồi nãy không có ta dây biệt. Để lên từ từ, bây giờ dưới đây cũng còn nhiều rồi. 1 mẫu, 2 mẫu, 3 mẫu, 4 mẫu, 5 mẫu, 6 mẫu. Còn 7 mẫu nữa, yên tâm để em chút xíu. Chị Nguyễn Tiến Thành 4 cái, nó chỉ cho địa chỉ luôn đi. Chị Nguyễn Tiến Thành ơi, cho em địa chỉ luôn chị Nguyễn Tiến Thành ơi. Còn ai mà không nhớ địa chỉ thì để ngày mai em biện em xin nhớ bắt máy giúp em mà được. Còn ai nhớ địa chỉ thì cho em luôn. Anh Mai Trương nè, cho địa chỉ luôn đi. Anh Mai Trương ơi, cho em số điện thoại luôn chị anh Mai Trương ơi. Phải cái này không cưng? Còn có tay không em, anh Mai Trương còn có. Nè có tay nè chị. Còn có tay nè, cái tay nè. Cái này đẹp lắm nè, cái này rất là đẹp nha. Đây. Cái này mặc vô đẹp lắm. Chị em Mai Trương, cái này có tay này nghe chị. Thanh Hương cho địa chỉ rồi. Ok chị Thanh Hương. Ủa trời đất ơi, rất kinh khủng. Má ơi, hú hồn hú vía. Mẫu mô phạt là ngọt ngọt đây. Được chứ cưng ơi. 4 cái free ship đúng rồi. Mặc cho chị xem, ok chị đấy mặc cho chị xem nha. Để mặc cho chị xem. Trương Tiết Ngăn. Hỏi mẹ con là lấy bao nhiêu ký khô gà? Bao nhiêu? Lấy 1 ký khô gà luôn hay gì? Tiết Ngăn ơi, để ở đây chứ 1 ký khô gà luôn cho cưng đi. Bên đây nhớ nha. Em mặc cho cái này cũng còn có 1 cái à. Chấm hết là 4 cái có free ship không chế? Có, chấm hết là 4 cái có free ship nha cưng ơi. Rồi, Trương Thiên Anh cho địa chỉ rồi, ok. Dinh Bùi đã chia sẻ YouTube. Trương Thiên Anh có địa chỉ rồi đó. Nè chị ơi, có tay nè chị ơi, gì anh gì đó. Trương. Anh Mai Trương, chị Trương Mai Anh ơi. Na 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 na. Giờ này gánh gánh nè, ít người vậy cho cái nhà vui. Na na na, anh Mai. Ok, đẹp không cả nhà đó. Na 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 na. Xuất sắc.
Chấm hết, ok, chấm hết, chốt cho chấm hết trước nha. Rồi cho địa chỉ đi. Chấm hết cho địa chỉ, chấm hết rồi, chấm hết mấy cái rồi. Chấm hết coi mấy cái rồi. Đó, ngay tay đầu tiên luôn rồi. Chấm hết 1, 1 2, 3 cái. Rồi cái này nó 4 cái nè, chấm hết 4 cái đủ rồi đó, cho địa chỉ chấm hết rồi. Chấm hết. Rồi địa chỉ nó là chấm hết đó. Rồi em mặc cái này vô nữa nè. Cái gì vậy? Nó thua vậy? Ai cầm em trước thì em chốt trước, đừng ai dặn em giùm cái, trời ơi em khổ lắm. Sao đồ đẹp dốc hết trơn không ai lấy, mà em mặc vô thì cả nhà lấy rồi ha. Cái nào em mặc vô là cả nhà mới lấy, mà cái này em không mặc vô là cả nhà mày không lấy. Nhẹ thôi coi chừng hết cái tóc ngắn, Vinh kha kha. Vinh nói gì vậy? Nó kêu là quay nhẹ thôi chứ quay mặn nó rớt, rớt tóc. Không dám đâu Vinh ơi, tóc thiệt, người ta đã rớt cái gì? Lệ tỷ nếu nó không thích thì sao có được không? Đây còn cái cuối cùng. Nếu nói không thích thì sao có được không, là Lê Thủy là cái gì? Đây. Cha da da ta cha 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 cha. Đẹp không cả nhà yêu? Anh Mai Trương, chị lấy cái em đang mặc. Ok chị anh Mai Trương. Rồi 4 cái rồi cho địa chỉ đi chấm hết rồi, cho địa chỉ đi con. Nè anh Mai Trương nè. Có chị anh Mai Trương đủ 7 cái đó, hồi kiếm một cái là đẹp đẹp tặng cho chị luôn. Khô gà là phải cay chứ sao không cay được. Cái này cũng còn một, thôi đem lên cái này đi, cái này còn 2 cái nè. Không hương các em đang mặc nữa nha. Dạ em hết rồi, các em đang mặc của chị anh Mai Trương lấy trước rồi. Nguyễn Tiến Thành, chị các em mặc đi. Hết chưa hết rồi. Còn em không kịp. Trời em bán đồ lâu trời, ngày mai em bán đồ mấy chiếc đầm kia đẹp lắm. Ơi sức tóc giả thiệt này má. Đây cái này em còn 2 cái nè. Cái này em còn 2 cái. Nha, ai lấy, đợi chưa lấy cho em, chứ này em mặc thử cái này em cũng thử luôn. Thấy nhìn mùa kêu, anh đang mặc quảng cáo luôn. Mà chị mặc rồi. Chị không mặc rồi, tính hôm nay cho ông An không làm người mẫu, mà tay chân ông bự quá không làm được. Cái này rất là đẹp nha, cả nhà thấy vậy thôi chứ đẹp lắm nha, nè đứng cho cả nhà xem nè. Đó. Chát 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 chát. Khôi lắm đoàn ơi, nhưng hơi cay, mẹ em hỏi có không có cay, không có cay là không có ngon nha em ơi, ăn nó the nhẹ. Cái em đang mặc nha, chị Thanh Hương nè, có chị Thanh Hương nè. Chị Thanh Hương nè. Rồi một phan để vậy em đọc những cái tên nào mà một cái nha, có gì nếu mà trong không có trong đây là em sổ hàng cho người khác luôn nha. Chuột bạch một cái nè. Phan bây giờ em xin nói cả nhà đợi em chút xíu. Ok, cái em đang mặc luôn chị Nguyễn Tiến Thành, để em lột là em lột cho chị Nguyễn Tiến Thành đúng không? Rồi và bây giờ là em sẽ nêu tên lên những cái anh chị nào mà hồi nãy giờ đặt mới có một cái, em sẽ nêu tên lên. Nếu như anh chị em nào có trong đó còn đang coi, không cái này bị không được, cái này bỏ sang bên nha. Cái này là của ai? Nguyễn Tiến Thành. Nguyễn Tiến Thành đúng không? Rồi, chị Nguyễn Tiến Thành làm cái. Chị Nguyễn Tiến Thành cho địa chỉ đi. Nguyễn Tiến Thành mấy cái rồi? 3 4 5 cái. Chị Nguyễn Tiến Thành 5 cái rồi, chị gắng lấy thêm 2 cái đi em tặng cho chị 1 cái. Cho địa chỉ luôn đi chị Nguyễn Tiến Thành. Nguyễn Tiến Thành có địa chỉ này, chụp màn hình rồi. Chị Nguyễn Tiến Thành được 5 cái nghe chị. Chị lấy 2 cái nữa em tặng cho chị được 1 cái nữa đó. Là em bán này là em bán nha, làm quen mấy anh chị đó. Thật sự ai bán đồ ai đâu mà tặng. Đồ này lại có mười mấy ngàn cái à. Tặng là sao còn lời nữa. Không, không có tính. Không có tính nha. Ghi cho mèo con ký thuộc gà, không có tính tiền ship rồi, cho cưng ơi. Em mặc còn 2 cái. Ai lấy thì để là lấy cái em đang mặc nha. Bây giờ em điêu. Nãy giờ không biết. Chị Ngọc cũng còn đẹp lắm mà chị Ngọc, từ từ chị Ngọc nhận được đồ chưa? Bây giờ em sẽ đọc cái tên những cái người nào mà hồi nãy giờ mua một cái, em sẽ đọc, nếu mà có lựa nữa thì để là lựa nữa, còn không có thì em sẽ hủy đơn nha. Chuột bạch nè.
Nga Thu nè, Dung Dung nè, Nhi Sa Ca Nguyễn nè, Nhung Nguyễn nè, Thủy Võ nè, Lê Thị hỏi khi nào lại cô anh, Lê Thị Nga nè, Nga Phạm nè, Đình Đào nè, Nga Thu nè, Trâm Châu, là ai có tên thì còn lựa nữa thì hồi em sổ nha. Bé Thí hỏi khi nào like cô. Chị Ngọc nhận được rồi, đẹp lắm. Ok chị, ngày mai ngày mốt gì like cô nha. Ok, Dung Nguyễn còn, Dung Nguyễn còn lựa nữa, Dung Dung còn lựa nữa. Thì thôi để đây em lựa, để từ từ đây. Trời ơi, chết rồi, còn xíu nè. Xíu là giặt hai chiếc ưỡi của em rồi. Không, cái này mấy chị em phụ nữ mặt đẹp lắm nghe. Tại vì da em là dây dây đàn ông cho nên là. Rồi. Đây, anh chị nào lấy cái này không ạ? Đẹp mà sao phải lấy vậy? Em dở lên cận cho anh chị coi nè. Nè, à, lấy thôi, lấy giúp em nha. Đó, à, em lấy thì em sẽ qua mẫu. Dung Dung là em còn chọn nhé. Ok, Dung Dung nha, Dung Dung ơi. Nó mất tiêu rồi. Dung Dung với Dung Nguyễn hả? Để Dung Dung nhìn Dung Dung bên đây nè. Dung Nguyễn. Nè. Thanh Hương. Cái em đang mặc nữa là 4 cái, ok chị. Thanh Hương. Điếm là phải 4 cái không? Đúng không? Rồi, cái này là hai dây, ai lấy comment giùm em mã số 15. Đúng rồi, của Thanh Hương là 4 cái. Còn khô gà không, cho chị 1 kg gửi về địa chỉ cũ. Tita Nguyễn, ok chị. Để Tita Nguyễn để số điện thoại kìa chị ạ. Tita Nguyễn khô gà đúng không? Tita Nguyễn khô gà 1 kg. Ủa, em mới hiểu mã số mấy quên mất tiêu luôn rồi. Mã số 15. Nha, cái này là hai dây. Em sẽ mặc thử cho cả nhà xem hai dây. Giờ này em mặc thử hết. Để buôn bán mặc cho anh chị xem coi lên dáng như thế nào cho anh chị mua khỏi lòng. Cái nào có tay không em ơi, Nguyễn Tiến Thành. Cái có tay hả? Còn cái nào có tay nữa không? Thôi để em coi coi chị, đợi em xíu nha. Cái này là hai dây nè. Chị Nguyễn Tiến Thành sao chị không mua cái? Ủa, chị Nguyễn Tiến Thành đủ rồi mà. Ủa, chưa, mới có 5 cái à. Chị hỏi là cái nào có tay không? Cái này là hai dây nha. Cái nữa em đang cầm nha. Là cái này hả chị? Đó, chị Hương ơi, cái này phải không chị ơi? Ồ, cái này đẹp quá nè. Ok, Dung Dung đợi cái qua cái mặt cái ta liền. Mình đặt khô hôm qua sao không thấy? Ủa, hôm nay có điện đó mà, tại vì hình như là không bắt máy, là cho độn số thuê bao gì đó. Em lấy cái này phải không? Mèo con có to phải không nè, mèo nè. Rồi cái này ai lấy? Chị Thanh Hương, phải cái này chị ok giúp em, chị Thanh Hương ơi. Ok, của chị Thanh Hương. Rồi lên bỏng cái tay liền, để em cái. Em sổ mấy cái hàng mà hồi nãy giờ ai mua cái em sổ ra, em bán lại cho cả nhà. Này là của Thanh Hương đúng không? Này của chị Thanh Hương đúng không? Thanh Hương đó. Rồi, Thanh Hương. Rồi em sổ cái có tay nha, sổ của bạn gì ra đi. Bạn không có lấy rồi. Đây, cái này có tay em thử luôn. Ai lấy, ai comment trước lấy trước nha, chứ em không có nhường chay được hết á, tại vì fan, em có gửi đồ cho chị chưa? Chưa chị, em chưa gửi, em đợi chị lấy cái nữa em gửi luôn đó. Chị Vinh mình nhé, là sẽ
Em cho điện ok chấm hết nha. Em lấy cái ok anh đang mặc hồi nãy đưa rồi đó cưng. Rồi cái này anh chị em không được đổi đổi đồ nha, đổi em không biết đường đổi nha anh chị em. Cái 100 ngàn à. Em lấy cái này phải không Ngọc? Cái này phải không ạ? Cái này có tay này nha, comment chứ em ban trước nha. Ok, có chị Ngọc phải không ạ? Chị Ngọc có số điện thoại chưa? Có, chị hôm bữa nói chị nhắn số điện thoại. Chị Ngọc để số hôm bữa, chị Ngọc để số hôm bữa, để số điện thoại lại giùm em đi. Em nhớ số của chị, em quên số chị rồi, nhưng mà ngày mai em chốt đơn là em khỏi điện cho chị, tại vì chị là khách quen. Chị Ngọc để số điện thoại cho bên em chốt đơn nha, là của chị Ngọc nè. Em nên có tay tiếp nha, mà có tay tiếp nha. Gì chị Vinh số 15 đó. Chị Vinh số 15 là em không có nhớ. Số 15 chị Vinh hả? Chị Thanh Hương chị lấy một cái là tặng thêm một cái nữa phải không? Chị Thanh Hương là mấy cái rồi? Chị Thanh Hương là 1 2 3 4 5 cái. 7 cái mới được tặng chị Hương ơi. 6 cái tặng nửa cái. 6 cái là tặng nửa cái chị chịu không? Nó chứ là như gì nè, tại vì đồ này em bán một cái em lại có mười mấy ngàn à, cho nên là tặng là tại vì em kèm theo thôi đó. Tự nhiên là anh chị trên Facebook của em mà xưa giờ theo dõi với em muốn bán khuyến mãi cho anh chị thôi chứ đâu có chỗ nào bán đồ mà tặng đâu. Mày vô mấy chị ơi. Nói chung là đồ rất là đẹp. Đây ai thích thì lấy em luôn. Chị Ngọc chị mua liên tục luôn nè. Chị Ngọc chỉ mới mua em 5 cái hay gì đó mà em chị đem về đó. Hình như của chị Ngọc 5 cái đó, của chị Ngọc nhận đồ rồi đó. Ai lấy giùm em luôn ở dưới là gì nè cả nhà. Chị Ngọc được em một cái để lấy đó nữa. Lấy đỏ thử Thanh ơi là sao? Lấy đó hay lấy đỏ? Cái này còn tới hai cái lận. Chị lấy cái em mặc đó, Nguyễn Tiến Thành. Nguyễn Tiến Thành phải không? Nguyễn Tiến Thành lấy cái là mặc á. Ok, chị Nguyễn Tiến Thành. Còn Nhung Nguyễn là ok luôn. Dạ bây giờ. Sao bây giờ là cái này là Phan, cái này là coi của Nhung Nguyễn, lấy cái đó nữa Thanh ơi. Là chị Nguyễn Tiến Thành, cái này của Nhung Nguyễn trước, theo luật là của Nhung Nguyễn trước. Nhưng mà có một cái giống như thế này luôn nè, chị Nguyễn Tiến Thành lấy không, nhưng mà cái này 2 giây. Chị Nguyễn Tiến Thành lấy thì ok giúp em, cái này là 2 giây giống như cái đó luôn. Giống cái đó luôn, thấy địa chỉ rồi cưng ơi. À, mới lấy 5 cái nhận được rồi, đẹp lắm, chị thích lắm, mua nữa nè. Ok, cảm ơn chị Ngọc. Chị Ngọc cho số điện thoại chưa? Chưa. Chị Ngọc để lại số điện thoại cho em chốt đơn cho chị cho dễ. Chị em khỏi điện cho chị, chị mua rồi. Chị Nguyễn Tiến Thành ơi, cái này giống như cái nãy luôn nè, nhưng mà nó dây cột. Tại vì chị Nhung Nguyễn lấy trước rồi. Nhung Nguyễn là được 2 cái hay không? Ừ, 2 cái. Tội Nhung Nguyễn này đệ quá trời luôn, tội em ấy. Được không ạ? À? Để em mặc cho coi luôn nè. Mấy chị cứ sợ là cái này là không có sao đâu. Này mình mặc thì nó rất là cao. Ok chị Ngọc nghe chị. Nè chị, cái dây mình thấy là cột nơ. Mấy anh chị đừng có dặn em nha. Dạ có tay em. Để em kiếm. Thôi bây giờ cái này lấy không được thì lấy cái khác nha. Vậy em sẽ kiếm cái khác nữa cho anh chị. Em lên mẫu. Cái mẫu này mẫu dây bè bẹt dây nè. Ai thích mẫu này thì để chưa lấy giúp em. Cái mã này mã số ta số mã này là mã số 11 nha. Rồi cái này là nó phủ tay mình luôn, có dây nhưng mà mình mặc như thế này nè đó. 11 rồi, ok Nhung Nguyễn cho địa chỉ. Ok Nhung Nguyễn nè. Chị Nguyễn Tiến Thành ơi, chị đừng có dặn em nha, tại vì có con cái thì ai trước thì em giao trước, chị đừng có dặn nghe, anh chị nào cũng vậy chứ á. Kệ mình, anh chị em mình mua đồ vui vẻ ha, em cũng bán vui vẻ luôn cho anh chị, đừng có dặn. Tại vì theo luật là ai chốt chứ ai lấy trước thì em chốt trước thôi, chứ thật sự bán đồ thì em cũng muốn khách nào cũng được đồ hết trơn, thật sự là như vậy á. Em cột lên cho đẹp, nhưng mà cái này em thấy đẹp lắm nè. Cái mã em đang cầm hay là mã số 11 nha cả nhà. Để em mặc lên cho cả nhà xem luôn. Lột cái này ra đi. Ây da. Em mặc luôn. Nè có tay đây nè, chuẩn bị hốt nha. Chị giờ em sẽ ưu tiên cho chị Nguyễn Tiến Thành cái này trước. Nếu mà chị Nguyễn Tiến Thành lấy thì nếu mà chị Nguyễn Tiến Thành, cho dù chị Nguyễn Tiến Thành có comment sao thì em cũng giao cho chị trước.
là cái này là em ưu tiên cho chị, tại vì chị nãy giờ chị để có tay rất là lâu, thì bây giờ em sẽ đưa cái này lên cho chị. Nếu như chị mua thì em sẽ chốt gì chị, nếu như chị mua em sẽ chốt cho chị, còn chị không mua em sẽ chốt cho bạn khác, tại cái này là cũng là có Mà tay. chị Nguyễn Tiến Thành kêu cho địa chỉ mà. Chị Nguyễn Tiến Thành có địa chỉ chưa? Rồi chị Thanh Hương lấy cái nữa nha, màu xanh em cầm. Màu xanh này phải không chị Thanh Hương? Chị Thanh Hương màu xanh này phải không chị? Màu xanh này phải không? Phải thì ok giúp em nha. Còn chị Nguyễn Tiến Thành nè, có tay này nè, em ưu tiên cho chị trước luôn. Chị lấy thì chị để ok giúp em nè, ở dưới nè. 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 Dung dung cái anh đang mặc. Chị Nguyễn Tiến Thành có lấy không? Không lấy thì em đưa cho Dung Dung trước nha. Thôi em Không, đưa. Cái đang mặc là của Dung Dung. Dung Dung hả? Nè, Dung Dung của Dung Dung nè. Dung Dung hai cái đó. Rồi có Dung Dung được hai cái đó, tội Rồi nghiệp Dung bé. Dung cho địa chỉ luôn đi Dung 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 ơi. Dung ơi, cho địa chỉ giùm anh luôn Dung Dung ơi, trời giờ anh gì mà anh chị. Ok Dung Dung. Ok Thanh Hương ok rồi. Chị Thanh Hương nè. Rồi em sẽ lấy cái mẫu có tay ra nữa. Cái màu đen nha. Wow, chị Thanh Hương nhiều dữ. Chị Thanh Hương nhiêu cái rồi? 6 cái. 6 cái rồi. 2 3 4 5 6 cái. Chị Thanh Hương gán lựa cái thì được tặng cái. Chị Thanh Hương 6 cái rồi, gán lựa một cái rồi chị được một cái. Nè chị Nguyễn Tiến Thành chịu cái có tay không nè? Màu đen nè. Gì? Dung Dung mới nói em anh ơi em lấy cái khác thôi, không lấy cái này hả? Anh ơi em lấy cái khác thôi là sao Dung Dung? Chị đưa rồi cho chị Nguyễn Tiến Thành. Nguyễn Thành mới hứa chị này của chị Nguyễn Tiến Thành nè. Phải không? Nè chị Nguyễn Tiến Thành nè. Rồi để đi. Ủa sao bên đây video cái gì vậy? Hay là sắp hết chốt rồi? Mấy tiếng rồi nên ok chị không, Ngọc. Cái này chế độ pin yếu. Cái này chế độ pin yếu. Ở đây cái này của chị Ngọc nha. Nè có chị Ngọc nè. Đúng rồi, chị Nguyễn Tiến Thành. Rồi em lên mẫu có tay nữa nha, để em chút xíu. Chị Lương Phan lấy gì nè, Nguyễn Thành vô cái rồi. Chị Nguyễn Tiến Thành 6 cái. Của chị Nguyễn Tiến Thành 6 cái, người chị yêu gái cái đó là được tặng cái nha chị. Em không có ép ai hết trơn á. Chị Nguyễn Tiến Thành cho địa chỉ luôn đi. Chị Nguyễn Tiến Thành em một lần nữa cho địa chỉ giúp em đi chị ơi. Ồ cái này xinh quá ha. Mặc nó đẹp chứ sợ. Chị dạ chị 6 cái rồi, chị lấy một cái đó là em tặng là 7 cái, em tặng cho chị một cái là cũng là 6 cái được. Chị Nương Phan ơi, nhưng mà bên em nổi trước rồi chị yêu ơi. Chị yêu thông cảm giùm em đi, tại vì giống như là cái nhầm thì tùy theo cái mạng á, cũng như là bên em là cái điện thoại chính chủ thì bên nổi trước. Chị là khách hàng của em, chị Ngọc cũng là khách hàng của em, ai cũng là khách hàng của em hết đó, cho nên là ai em cũng muốn chốt hết trơn á, nhưng mà em theo luật thì bên máy chính chủ. Lấy cái này nữa nha. Chị Vinh có to chưa? Cái gì Vinh? Chị Vinh. Chị Vinh là chưa có nha. Chị Vinh chưa? Coi kỹ đi. Chính à. Chị Vinh chưa có to sao lấy cái này? Hồi nãy chị lấy mà cái kia người ta lấy rồi chứ đâu có đâu. Dung Dung. Dung Dung trước rồi chị ơi, lấy cái anh đang mặc. Ok Dung Dung nha. Chị Ngọc ơi, Dung Dung lấy trước rồi chị yêu ơi. Nè có Dung Dung là hai cái nè. Dung là lấy chứ không có đổi nữa nha. Dung Dung không có đổi nữa nha Cưng ơi, Cưng. Lộn xộn á. Lấy đổi tới được luôn người ta lấy. Thương cái nhà của ai cũng mấy đồ của em trơn á, tại vì đồ em bán ai cũng thích hết trơn. Chị Dinh hồi nãy lấy số 15, 15 người ta lấy rồi. 15 hồi nãy lấy người ta lấy rồi chị ơi. Người ta đặt người ta lấy trước mà Dung Dung. Đưa cho Dung Dung nha. Dung Dung đưa rồi. Của Dung Dung đưa rồi Dung Dung ơi. Cái này đang mặc rồi cho Cưng rồi đó Cưng ơi. Cái này còn 3 cái nè, khỏi ai sợ rồi, cái này còn tới 3 cái nữa nè. Ngày mai em sẽ like đầm. Nói mấy anh chị cho địa chỉ đi, đi luôn, chốt luôn.
Dạ ai nãy giờ chưa cho địa chỉ, chị Nguyễn Tiến Thành cho em địa chỉ đi ạ. Nguyễn Tiến Thành thôn Sa. Ok chị. Khúc Sa, chữ Phan, Mê Linh, Hà Nội. Hương Phan là áo có tay đi thăm. Vậy em coi cái áo có tay còn không, hình như là hết trơn rồi. Ngày mai á là em sẽ like đồ đầm kiểu. Dung dung cho địa chỉ luôn đi. Chị Vinh nói cái vừa rồi cũng không được nữa hả chị? Hết rồi chị Vinh ơi. Hết luôn rồi chị Vinh ơi, không kịp rồi. Dung Dung cho số điện thoại Dung Dung ơi. Dung Dung có số điện thoại rồi. Ủa lộn cho địa chỉ chứ lộn. Để em xét được còn cái nào có tay không? Em đọc hết em coi còn cái nào có tay không? Hình như là đầm hai dây, đầm mấy không à? Còn cái này đẹp quá nè. Để em coi cái nào có tay để em lên mẫu cho cả nhà. Hình như là còn dây với dây bẹt không à? Dạ em hết trơn tay, còn cái dây bẹt này nè, ai lấy không? Còn cái dây bẹt này chị Nguyễn Tiến Thành lấy không? Ở ngoài, nè anh chị thấy em mặc như vậy nhưng mà anh chị mặc đẹp hơn em. Thanh đổi cái đỏ lấy cái Thanh đang mặc nha. Nhung Nguyễn là cái nào? Sao đổi hoài vậy mấy chị ơi? Nhung Nguyễn đâu? Mà đổi cái nào? Cái đỏ. Cho cái đỏ đây cả, đổi vô. Đổi cái này lấy cái đang mặc phải không cưng? Nhung Nguyễn. Dung phải không? Vậy. Nhung Nguyễn là bỏ cái này lấy cái đang mặc ha. Rồi không có đổi nữa nha, em cho đổi lần này thôi, em không có cho đổi nữa nha. Vậy nói Dung Dung nhắn tin qua địa chỉ đi. Nhắn ý nhắn địa chỉ qua tin nhắn đi. Ok Nhung Nguyễn rồi, ok không sao đâu. Chị Nguyễn Tiến Thành lấy cái này phải không chị? Fan của chị Nguyễn Tiến Thành là lấy cái này phải không chị yêu? Chị Nguyễn Tiến Thành là lấy cái này phải không ạ? À? Không, cái này đẹp lắm chị. Ở ngoài nè chị, em coi chị coi gần nè đó. Nguyễn Tiến Thành lấy cái đó 7 cái. Chị Nguyễn Tiến Thành lấy cái này ra 7 cái tặng cho chị một cái đi, ngồi lựa ăn cái đẹp đẹp cho chị. Em bán cái nào đẹp tặng cái đó. Chứ không phải là em bán, em đang bán cái 100 mà em tặng cái 20-30 đó, yên tâm cái gì đó đi. Nguyễn Tiến Thành này cho địa chỉ có đọc đó, không mà xác định là vì thôn xa, khúc xa, chương phao với Linh Hà Nội. Cho chị coi cái xanh dưới đức MBM. Cái xanh này ai hốt được thì hốt nha. Dễ thương Út, dễ thương Út nói cho cơ đó. Nè, dễ thương Út nè. Dễ thương Út. Dễ thương Út, đợi coi trước thì dễ thương Út lấy thì em chốt dễ thương trước nha, còn dễ thương Út. Nguyễn Tiến Thành là ok, 7 cái, 6, 7 cái. Đó, ok, Nguyễn Tiến Thành là của chị 7 cái đủ rồi đó chị. Tặng cái. Tặng cái đây nữa em lựa găng cái tặng cho chị. Đây ạ. À. Ơi tính kỹ rồi còn lời không anh? 7 cái. Có còn lời không nha ông nội? Rồi. Là lúc chị cà bà nhưng mà yêu cầu là chị Tiến Thành lấy giùm cái. Dễ thương ngốt xanh chị lấy nha. Tại vì em sợ không có lời, tính kỹ nha. Cái 7 cái, 7 cái là 70 chục. Bên trong là chị Nguyễn Tiến Thành là chị lấy nha. Ờ, còn lời được mười mấy ngàn cũng được. Đâu mà chị lấy hết. À, dễ thương ngốt lấy rồi, dễ thương ngốt lấy rồi. Thanh Hương lấy cái em đang cầm lên nha. Thanh Hương là cái nào chị Thanh Hương ơi, bạn cái lấy trước rồi. Rồi cái này ai lấy? Comment trước thì em giao trước, cái này ai lấy, bé nó bỏ ra nè, cái này đẹp lắm nè cả nhà. Chồng luôn. Thanh Hương cái em cầm nha. Cái này phải không chị Thanh Hương ơi? Mà không sổ số nữa. Em hết sổ số rồi. Xong cái này em kêu số cho vui nè. Chị Thanh Hương lấy cái này phải không chị? Ok đi. Chị ok là em đưa liền. Chị ok là em đưa liền cho chị Thanh Hương. Chị Ngọc, hỏi chị Ngọc lấy cái nào? Cái. Nếu mà chị Thanh Hương không lấy thì em đưa cho chị Ngọc. Thấy của chị Thanh Hương ok thì em đưa cho chị, không mấy em đưa cho chị Ngọc. Chị Thanh Hương ơi, chị Thanh Hương đáng ra là trước nhưng mà để em coi chị Thanh Hương. Phan chị Ngọc ơi, tại vì chị Ngọc lấy cái cam. Lấy cái cầm mọi người, cái cam là cái nào? Phan để cho chị Hương, coi chị Hương sao. Chị Hương ok. Chị Thanh Hương ok. Chị Thanh Hương ok, chị Ngọc thông cảm giúp em ơi chị. Đây chị Hương lấy trước rồi. Chị Ngọc với ai cũng khách hàng của em, thông cảm đừng có ai giận em nha. Tại vì em bán đồ thì em nói lực, thí dụ lỡ em nhường cho đây thì không được.
không kịp nữa đó. Còn tiền em bạch chị Ngọc. Chị Ngọc ơi, đợi em chút xíu coi em coi còn gì nữa. Còn nhiều cái đẹp lắm mà. Ừ, chị Thanh Hương mình còn 7 cái nè. Chị Thanh Hương mấy cái rồi, đếm coi. 3 5 6 7 cái. Trời ơi, chị Thanh Hương 7 cái rồi nghe, chị Thanh Hương của chị Thanh Hương. 7 cái tặng cái. Chị Thanh Hương 7 cái rồi, em tặng chị 1 cái. Ok Dung Dung. Cái cầm chị Ngọc ơi, cái cầm là cái nào? Này cái này cũng còn một cái duy nhất luôn nè, ai lấy cái này cả nhà. Ôi cái này đẹp quá nè. Buồn chẳng được cái nào. Anh Mai Trương ơi, giờ có tay em hết rồi, em tặng em cũng tặng cho chị mấy cái này, em hết chân có tay rồi. Tay mình lấy nhiều mình lấy thử cái này về mặt thì đẹp lắm. Em tặng mẫu khác cũng như tặng mẫu khác cho chị. Chị anh Mai Trương. Rồi cái này có ai lấy không ạ? Đúng rồi chị, cái cầm bị lấy rồi chị yêu. Em thử cái này cho cả nhà xem, nhiều khi thấy gì mà em nhiều khi thấy gì mà không lấy mà em mặc lên đẹp và lấy mà nha. Mà Vinh là đăng ký không được cái nào nó buồn đúng là. Chị Vinh ơi, để lần sau đi, em còn like, ngày mai ai đón xem em, ngày mai em lại đầm em lại làm kiểu. Ngày mai em sẽ lại đầm kiểu cho cả nhà mua. Em lựa hồi nay em mới lựa 100 cái đầm kiểu về. Bông đẹp quá mà không có tay. Nè cái này ai lấy? Ai lấy cái này ạ? Chị Thanh Hương ơi, 7 cái là em tặng cái rồi. Chị Thanh Hương đủ chưa? Thanh Hương đủ rồi đó. Chị Thanh Hương ơi, của chị đủ rồi đó, của chị 7 cái là em tặng chị 1 cái rồi đó. Là 8 cái. Tặng cái em đang cầm nha. Cầm cái nào? Cái này hỏi rồi không biết sao mà anh chị cứ sợ là cái vụ tay anh chị đừng có sợ mấy vụ này, mình cứ mặc đồ bình thường đi, không có gì hết trơn á. Nè mình mặc nó rất là đẹp. Chị lấy cái tặng một chị cái. Chị bảy cái tặng một. Đúng rồi chị, ai bảy ai to ai bảy cái là tặng cái, còn to ai 5 cái là được free ship. 5 cái là được free ship. Thanh Hương đang mặc. Thanh Hương mấy cái đang mặc. Chị Thanh Hương đủ to chưa? Đúng rồi đó. Là chị tặng đợi tặng cái này hả? Đúng rồi. Nó tặng cái đang mặc. Nè có chị Thanh Hương bỏ vô cho chị luôn đi. Để em lên cái này. Ây da. Đồ em á, trong đây là sẽ ra ngoài sẽ đẹp hơn. Ai mà mua đồ em trong màn hình. Ây da. Ai mà mua đồ trên livestream ở ngoài mặc đẹp hơn nha em á, thiệt á. Chị Nguyễn Tiến Thành, ngày mai em gửi cho chị thì trong vòng 2 đến 3 ngày đảo lại, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày đảo lại thì chị nhận được. Của chị 7 cái là 700 ngàn, em tặng cho chị 1 cái. Mà thật sự nha, em đã free ship cho cả nhà 7 cái, cộng thêm cái là 8 cái là tiền ship lên gần 40 mấy ngàn lận. Cho nên là cả nhà ai đặt hàng nhận hàng giúp em nha, đừng có bơm hàng em tội nghiệp cho cả nhà. Bán thì buôn bán không lợi nhiêu chứ, mà mỗi đợt có mà bị 2-3 khách mà bơm hàng cái là đòi luôn á. Chị Thanh Hương không có cái nào giống hết trơn á chị yêu ơi. Không có giống. Không có giống nha, cái này em còn 2 cái ai lấy không ạ? À? Em cặn cho cái gì. Không, cái này ở ngoài nó đẹp lắm nè. Ở trên ở đây thì nó như thế này. Giờ chỗ này thì nó như thế này nè cả nhà, nè. Em cảm ơn cả nhà rất là nhiều, lúc nào cũng tin tưởng ủng hộ đồ cho em hết trơn á, ngày mai em sẽ lấy đầm kiểu cho cả nhà mà dễ mặc. Chị Hương coi lại coi. Chứ không có đâu. Khác hết trơn nha chị Thanh Hương ơi, của chị là không có cái nào giống hết trơn á. Không, cái tặng này giống. Nào. Cái tặng mình giống, cái tặng mình lại chị lấy rồi. Tặng cho chị cái khác đi. Cái đó nghe.
khác một cái đổi cho chị nữa. Rồi ai có ai lấy cái này đúng không ạ? Hay là cái này cái nhà này còn con cái một nè, ai lấy giùm em luôn đi. Cái này còn con cái một nè. Dạ từ 65kg cho xuống là mặt dừa. 65kg cho xuống là mặt dừa nha cả nhà. Đây cái này còn một cái duy nhất, ai lấy để chị lấy giúp em luôn ạ. Ok mèo. Em nhắn tin rồi nha. Tin nhắn chờ không biết giờ coi được không. Rồi Thanh Hương ok. Chị Thanh Hương ok đó. Chị Thanh Hương mấy thiệt nữa không? Nó suy nghĩ coi lời. Ồ coi lời được. Trời bán 7 bộ đồ lời có 20.000. Dễ sợ thì khốn tâm. Khách hàng mới quen. Kể khách hàng là thượng đế. Buôn bán ngày hôm nay lợi nhiều, ngày mai anh chị mua nữa, ngày mốt anh chị mua nữa. Ly Nguyễn lấy là lấy cái nào Ly Nguyễn ơi? Cái đang cầm trên tay Phong Cưng ơi, mà cái này là chốt đơn từ hai cái nha Ly Nguyễn ơi. Sao Ly Nguyễn hồi nãy giờ cái nào cũng lấy trời nghe mà không có nói gì. Không có để số điện thoại. Ly Nguyễn lấy hai lần rồi đó, không có để số điện thoại. Nói Ly Nguyễn lấy con Nhung. Chị lấy cái xanh em mới thải ra đó. Cầm cái xanh đó lên nghe. Cái nào chị? Cái này hả? Cái này không phải xanh, cái này xanh xanh đỏ đỏ vàng vàng nha, chứ không phải là xanh không nha. Hoa vàng. Hoa vàng là cái nào? Hoa vàng nè. Hay là cái này? Tặng chị cái có tay em nhé. Dạ em hết rồi, cái có tay em hết trơn rồi. Cái có tay em hết rồi, hồi nãy giờ còn lại em dơ lên hết rồi. Mà nãy giờ chị mua có tay không mà chị mua lại cái này, chị cái này em tặng thì cái này đi là chị thấy đẹp à. Nhiều em mới thiệt cái nhiều khi mấy anh chị cứ sợ là mình hỏi chai hỏi đồ không có sao đâu. Cái này lên tới trên tay lận nè, nó lên tới trên tay lận, lên tới trên cổ mình lận nè. Nó lên tới trên cổ mình có thấy thâu như thế này nọ đó. Mình cột kê được tới trên tay luôn nè. Nó khâu lên tới trên cổ mình luôn, nhưng mà em à, mình có thấy lên tới đây nè. Đó. Rất là đẹp. Di quá thì cũng lấy cái đó đi, mà hồi nãy giờ cũng lấy hoài mà không để. Di quá không chốt. Nói chốt. 2-3 lần rồi. Hai ba lần di quá mấy lần. Rồi bây giờ em lấy mã số đi cho nhà dây cầm. Cái mã này là số 1 nha. Cái này là số 1, cái em đang mặc là số 2. Cái màu xanh này là số 3. Màu xanh này đẹp nè, ở trên dưới đều đẹp nè, đó. Số 1, số 2. Đây là số 1, cái này là số 2, này số 3, ai lấy thì comment giúp em còn em cũng như em hết em còn 2-3 cái thì là em hết rồi. Số 1, số 2 và số 3. Số 4 nữa, còn cái là số 4 nha. 1, 2, 3, 4, ai lấy thì comment giúp em. Đây là màu, đây là số, em nhắc lại nè, cái màu này là số 1. Đây là màu này là số 1, em đang mặc là số 2. Cái này là số 3, còn cái này là số 4. Nè, số 4, số 3, số 2, số 1. Chị đen nên không thích dây. Ôi vậy em hết đầm có tay rồi, thôi chị lấy đỡ giùm em nha. Không sao đi, có một cái em đang mặc. Anh Mai Trương. Anh Mai Trương lấy cái em đang mặc á. Lấy cái em đang mặc đi. Rồi anh Mai Trương là hồi nãy là chưa có tặng đó phải không? Chưa tặng, lấy cái em đang mặc rồi lấy cho chị anh Mai Trương cái này luôn đi. Chị anh Mai Trương lấy cái em đang mặc nè. Cái này cái tặng phải không? Đúng rồi. 70kg không mặc được kia chị ơi. Nói chị anh Mai Trương cho địa chỉ luôn đi. Chị Nguyễn Tiến Thành, Ly Nguyễn, số... Ủa anh em đọc số gì? Chị anh Mai Trương ơi, cho địa chỉ của chị anh Mai Trương có địa chỉ rồi mà. Chưa. Anh Mai Trương ơi, chị cho em địa chỉ cho anh Mai Trương ơi. Nhung Ngô, số 4 và số 2 hả cưng? 1. Thôi bây giờ em giờ em quên rồi, em nói cái em quên mất tiêu số rồi, em chồng lại cho cả nhà coi. Nhung Ngô ơi, coi lại giùm chị cái nha Nhung Ngô ơi, quên mất tiêu luôn rồi. Ngày mai em like là cũng 8 giờ nghe chị yêu chị Ngọc.
Tặng chị số 3 hả chị? Ủa chị Nguyễn Tiến Thành em tặng chị rồi mà. Chị Nguyễn Tiến Thành em tặng cho chị cái kia đẹp lắm á chị. Hồi nãy cái em mà em đổi cho chị rồi cái đó đẹp lắm á nha. Đâu, Nguyễn Tiến Thành á hả? Ờ. Nguyễn Tiến Thành chưa tặng. Nguyễn Thành có tặng chưa? Coi lại coi. Chưa. Nhớ tặng rồi hay gì đó. Tặng, anh đi riêng tặng, tặng. Hồi nãy là tặng, tặng chị Thanh. Chị Nguyễn Tiến Thành tặng cái nào chị ơi? Để em đọc lại nha. 1, 2, 3 chị làm lại em nè. Phan nha cả nhà, ai comment để em hỏi gì Nguyễn Tiến Thành cái là chị Nguyễn Thành mua 7 cái rồi. Nè, mã em đang mặc là số 1, cái này là số 2 và cái này là số 3. 1. Nè, em đang mặc là 1, cái này là 2, cái này là 3. Gì? Hỏi chị lấy cái nào? Hỏi lấy cái nào em hỏi chị nè. Giờ tặng em cho cái nhà chọn em má rồi có tâm vậy thôi chứ. Thường tặng là lấy đại đấy mà em có tâm chị đó thôi chứ còn phải không? Ok, cái em đang mặc của chị Nguyễn Tiến Thành tặng cho chị nè. Ok chị yêu nha. Còn gì hồi nãy thì nhung ngõ nhung đốc đó. Lấy hai cái nè. Rồi giờ em Phan. Bây giờ của nhung ngốc rồi, nhung ngốc còn đó không? Nhung ngốc ơi đâu, phải nhung ngốc không? Nó mất tiêu rồi. Ok chị em tặng cho chị cái đó rồi. Tặng rồi. Rồi còn ba kiểu cuối cùng luôn, hết luôn nha, cái này là hết luôn nha. Còn ba kiểu cuối cùng là hết luôn nha. Giữ lại của ok chị yêu em biết rồi, của chị Ngọc giữ lại em biết rồi. Đây, cái em đang mặc là số 1, cái này là số 2, cái này là số 3. Đây số 3. Đây số 2. Đây số 1, rồi còn ba cái này nữa ai lấy giúp em thì lấy luôn nha cả nhà. Còn ba cái cuối cùng. Cái mẫu này thì còn được 2 cái. 1, 2, 3, cái này là số 2 nha, cái này là số 3, cái này là số 1, em đang mặc. Hai và 3. Ok, của Nhung Ngọc 2 và 3. Nhung Ngô ơi, cho địa chỉ Nhung Ngô. Ủa, cho số điện thoại địa chỉ Nhung Ngô ơi, cho số điện thoại trước đi cưng. Nhung Ngô ơi, cho số điện thoại trước đi, hai cái này hôm hai cái này đẹp mà cho cưng coi cặn luôn mà. Coi kỹ màu nha, đây bán không có xạo, không có lừa đảo ai nha. Đó. Cho nên là nhúng nè. Nè. Đây. Đây. Bán là không có xạo ai, ở ngoài là đẹp hơn trong livestream luôn. Nhung Ngô ơi, em lấy 2 và 3 thì em cho địa chỉ giùm nghe như ủa số điện thoại liền giùm nghe Nhung Ngô ơi, đừng chốt cho em luôn hai cái đúng nè. Nhung Ngô ơi. Ok, chốt cho Nhung Ngô. Chị gì mất tiêu rồi? Chị Subi cầm quyền. Thấy không? Chị Subi cầm quyền ơi, bây giờ em còn số 1 và số 2 thôi, chị có lấy được không ạ? Em còn hai cái này cuối cùng luôn là hết đồ luôn đó, làm hết chân đồ luôn đó. Rất là Châm Châu có to chưa mẹ em nói của em nó có một gì? Cái Châm Châu. Châm Châu hả? Châm Châu có to rồi. Đâu? Châm Châu có một cái này lấy lần đầu đó rồi. Vậy Châm Châu có một cái thì có gì lần sau cũng được. Chứ chị gì Zuby Canh Nguyễn. Ngày mới là sẽ lai đầm bình thường, ngày mốt là sẽ lai đầm này lại. Ngày mai là sẽ lay đầm kiểu, ngày mốt là sẽ lay lại đầm này. Cho nên là cả nhà cứ theo dõi Lê Thanh đi thì sẽ mua được những chiếc đầm rất là đẹp. Chị em còn hai cái này chị lấy không? Chị lấy chưa ok giúp em không thì em kết thúc livestream luôn nha. Em lấy số 1, một đơn ship không ạ. Canh quyền. Thôi giờ còn hai cái đó canh quyền lấy luôn đi. Hai cái lấy luôn đi canh quyền. Ừ, lấy luôn đi. Hai cái luôn lấy luôn đi canh quyền. Hai cái này không đẹp mà. Hai cái này không đẹp mà. Để đây mặc cho em thử coi cái này luôn nè. Còn hai cái luôn đi cưng. Đừng thấy gì mà tưởng bỏ nha.
ủng hộ luôn đi, ủng hộ tới cùng đi. Đúng rồi, bán luôn đi. Bán cho ta chốt đơn như trình rồi. Nè rất là đẹp, thấy chưa? Tại em có hai cái vết xăm ở trên đây nè, cho nên là mặc đồ thì nó không có đẹp bằng mấy chị nè, thấy không? Đó, vô như thế này đẹp. Rồi, anh Quyền là nhân hai kiểu hơi hở, em vào sao nên hết rồi ạ. Cái này hàng quỷ gì đó, mai nó bị lỗi nè, cho nên là không dám bán nè. Ừ, anh Mai Trương chị gửi địa chỉ qua tin nhắn cho em rồi. Ok. Ok chị. Anh Mai Trương. Thôi cả lấy cho em nó một cái đi. Ừ. Chứ giờ sao giờ, ok để lấy số điện thoại đi cưng. Canh hùa canh quyền gì đó, cảnh quyền gì đó. Cảnh quyền lấy một cái. Tại cuối cùng thì chốt cho em luôn á, chứ hôm nãy giờ ai cũng hai cái không mà, chứ giờ tại vì bên manh bên đây hết đồ chứ không phải là bên cưng không mua, tại vì bên đây hết đồ rồi, cho địa chỉ luôn đi nha, rồi chốt luôn cho cưng. Cái này đâu có gì đâu, hở thấy mặt đẹp mà. Rồi cho số điện thoại đi, chốt liền. À thôi bây giờ thì Lý Thị Thanh xin cảm ơn tất cả các anh chị em trên Facebook Càng Xa, từ đầu livestream đến cuối livestream thì anh chị đã theo dõi Lý Thị Thanh cho đến bây giờ, thì một lời cảm ơn và chân thành sâu sắc đến tất cả các anh chị. Thì thời gian qua thì em bán hàng như thế này á thì cũng được anh chị em ủng hộ rất là nhiều, đó cũng là em cũng cảm ơn rất là nhiều đã tin tưởng và đã ủng hộ, mua ủng hộ cho em. Rồi, canh quyền lấy cái đó. Đã tin tưởng và ủng hộ cho em thì bây giờ thì đồ em bán thì em cũng thấy em bán rõ ràng, cả nhà thấy rất là có tâm. Đồ em mặc như thế này nhưng mà em đảm bảo ở ngoài nó sẽ đẹp hơn. Nó đẹp hơn ở đây trong đây rất là nhiều. Em nói thật lòng, em bán đồ rất là có tâm chứ em không có bán lừa gạt gian dối. Ai đúng không cả nhà? Tại vì đồ hôm nay có 100 ngàn mà em hạ cái uy tín của em sao, đúng không? À, thì cho nên là em cảm ơn rất là nhiều. Anh Quyền lần sau em ủng hộ tiếp. Ok cưng. Rồi bây giờ là cảm ơn, bây giờ tối rồi, chúc anh chị ngủ ngon. Và hồi nãy giờ ai đặt hàng em thì ngày mai nhớ điện thoại, em điện thoại thì bắt máy giúp em, trường hợp em điện thoại đó anh chị có bằng cái gì thì anh chị cũng điện lại giúp em, tại vì em gửi hàng cho anh chị thì 1-2 ngày là tới, 2-3 ngày là tới đảo lợi. Nhưng mà vì lý do thì thí dụ như mà em anh chị đặt hàng giống như em bán không, một cái em lời có 10 mấy ngàn thôi, nhưng mà mua 6-7 cái mà em tặng một cái thì vốn cái này em tặng một lần mấy chục ngàn rồi, thêm tiền ship nữa cũng gần cả 100 ngàn rồi, thì em lời trong đó chỉ còn có 10-20 ngàn chưa tới nữa đó, thì không có là bao nhiêu, quan trọng là anh chị em ủng hộ em như thế này là em rất là vui rồi. Thì thôi bây giờ em sẽ kết thúc livestream, em sẽ kết thúc livestream và Lý Thị Thanh xin chúc cho tất cả các bạn có một buổi tối ngủ thật là ngon giấc, ngày mai thích bắt tay vào làm việc, mọi chuyện luôn suôn sẻ, luôn tốt đẹp, luôn thành công. Ok, cảm ơn cả nhà và xin cảm ơn. Em đi một vòng em cảm ơn nha. Cho anh chị vui vui chút xíu rồi. Chúc ngủ ngon đó. Thôi giỡn chút xíu rồi nha, đừng có giận, đừng có chửi em khùng, em hốt khùng rồi. Giờ cuối không biết làm gì, giỡn chút. Cái nào không quyền mà bỏ vô. Ủa đưa này mà, ủa cái này mà không được. Thôi em ngủ trước nha. Thôi trời, thôi mấy ba cả nhà, chúc cả nhà ngủ ngon, gửi nhàn nụ hôn. Bye bye.